đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Hãy lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh bị trúng đơn nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship giúp cho em các bác nhá. Hãy lưu ý nhận hàng kiểm tra cùng với ship. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái sen inox nhá. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho bác là một vòi sen như này các bác này. Đấy. Đây, nó sẽ là một vòi sen như này bằng inox này. Đó. Hàng của Nhật các bác nhá, hàng của Nhật đây, Japan các bác này. Đó, Japan, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và đây thì nó sẽ là hàng inox 304 nhá, inox 304. Bao gồm cho các bác là một là cái bát sen như này, một bát sen inox 304 như này. Kèm thêm cho các bác là một dây nhá, một dây và một giá đỡ đây. Có cả giá đỡ, cả ốc viếc đầy đủ cho bác luôn, cả giá đỡ ốc viếc đầy đủ cho bác luôn đây. Giá đỡ thì các bác sập vào đây cho em này. Đấy, sập vào giá đỡ này cho em. Đó, có cả giá đỡ nhá. Có cả giá đỡ cho các bác bắt vào tường luôn, nó rất là tiện. Thì bao gồm cho các bác là một sen, một giá đỡ và một dây. Giá sẽ là 110.000 nhá, 110.000. Các bác lên mã giúp cho em là sen inox nhá, sen inox. Giá sẽ là 110k. Đó. Lên mã giúp cho em đó là sen inox nhá. Đó, sen inox. Giá của nó sẽ là 110k nhá. 110.000 cho mỗi cái bộ sen inox này. Đấy, nó sẽ có sẵn dây cho các bác luôn. Dây rồi các cái phần kết nối giòn giếc các thứ đầy đủ, về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đó, về nhà các bác xoáy cái đầu này vào cho em này. Xoáy đầu này vào cho em. Đó. Có cả dây cả sen, cả dây cả sen cả giá đỡ cho các bác luôn. Đây giá đỡ đây. Đấy, giá đỡ không cứ dọn đi. Đây cả giá đỡ này các bác nhá. Cả giá đỡ rất là ngon lành như này các bác này. Đấy, cả giá đỡ cho các bác luôn. Rất là ngon lành các bác nhá. Và giá thì rất là hợp lý cho các bác thôi. Lên mã giúp cho em đó là sen inox. Giá của nó sẽ là 110.000 nhá, 110.000 cho một cái bộ sen inox như này. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm đó là cái sen cao su nhá. Các bác lên cho em là sen cao su. Hàng đợt này về thì giá rất là tốt cho các bác luôn. Con này trước em đang bán là 130.000. Đấy, đợt này lô này hàng về cho các bác giá siêu tốt luôn. Chỉ còn cho các bác với cái giá đó là 95.000 thôi nhá. 95.000 cho một cái bộ sen cao su như này này. Đấy. Lô này hàng về giá siêu tốt cho các bác luôn. Sẽ bao gồm cho các bác là công tắc đóng ngắt này. Đấy, có công tắc đóng ngắt này. Có chế độ điều chỉnh các chế độ nước này. Và có cho các bác là cái đầu cao su như này để các bác vừa tắm vừa kỳ cọ massage luôn. Và có dây nối cho bác nhé, cũng có dây như này. Đấy, cái này thì cũng không có giá đỡ đâu, không có giá đỡ đâu. Về nhà các bác tự thiết kế giá đỡ hoặc ra cửa hàng điện nước mình mua thôi. Đấy, nó chỉ có dây như này thôi nhá, có dây kết nối như này các bác này. Đấy, có dây kết nối đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, sẽ có dây như này, dây dài khoảng từ 1m2 đến 1m5 nhá, và không có giá đỡ nhá các bác nhá. Lên mã giúp cho em là sen cao su nhá. Giá của nó chỉ còn cho các bác là 95 cành thôi các bác nhá. Giá rất là tốt cho bác luôn. Lên cho em là sen cao su này. Sen cao su đang bán là 130k. Đợt này giảm giá sốc cho bác còn là 95k nhá. 95.000. Cái này sẽ không có giá đỡ nhá. Không giá đỡ. Đấy, không giá đỡ các bác nhá. Đấy, không có giá đỡ luôn, các bác lưu ý cho em nhá. Là không có giá đỡ nhá. Giá sẽ là 95k thôi. 95k cho bộ sen cao su như này. Đây em sẽ có video luôn. Đây các bác này. Đấy thì nó sẽ là một cái bát sen như này. Giúp cho các bác vừa là tăng áp lực nước này, vừa là giúp cho các bác điều chỉnh các cái chế độ này. Nó sẽ có chế độ đóng ngắt trên tay luôn. Đấy, nước rất là mạnh luôn nhá. Đóng ngắt trên tay các bác có thể dùng để mình chỉnh các chế độ nước khác nhau và dùng để massage. Đấy, và cái đầu cao su này thì các bác dùng để mình tắm mình kỳ cọ rất là tốt luôn nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, cái đầu cao su này thì mình vừa tắm mình vừa massage kỳ cọ các bác này. Đấy, massage kỳ cọ trực tiếp luôn như này, rất là tiện dụng nhá. Đó, lên cho em là sen cao su, giá của nó sẽ là 95.000 cho một cái bộ sen cao su như này các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là sen cao su. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái sen quạt tăng áp nhá. Coi lên cho em là sen quạt tăng áp. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một sen cánh quạt như này kèm thêm một dây nhá. Cái này thì cũng không có giá đỡ nhá. Lên cho em là sen quạt tăng áp, cái này thì nó sẽ có cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt này. Có cái cánh quạt ở đây giúp tăng áp lực nước rất là tốt, đóng ngắt trên tay nhá, đóng ngắt trên tay như này. Và sẽ có cho các bác là một cái lõi lọc như này, một cái lõi lọc như này. Đấy, dây của nó đây các bác này, dây của nó đây. Thì cái này cũng không có giá đỡ luôn. Các bác lên cho em là sen quạt tăng áp, giá sẽ là 100k nhá. Đấy. Sen quạt tăng áp này. Sen quạt tăng áp nhá. Sen quạt tăng áp giá sẽ là 100k. 100.000 cho cái con sen quạt tăng áp như này. Con này thì sử dụng cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn, bên shop bán rất là nhiều rồi. Các bác dùng nước nóng nước lạnh thoải mái nhá, đầu này có thể ngoắt nghéo này, có cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là sen quạt tăng áp nhá. Đấy, cái này thì cũng không có giá đỡ đâu các bác nhá. Đấy, không giá đỡ các bác nhá. Không giá đỡ. Đấy, cái này của nó sẽ là không có giá đỡ nhá. Chỉ có cái con sen inox là có giá đỡ thôi.
Còn lại là hai con này thì đều là không có giá đỡ hết. Và cái giá thì rất là hợp lý cho bác, chỉ có cho các bác là 100.000 tròn thôi. Đấy, lên theo là sen quạt tăng áp, giá sẽ là 100k nhé, không có giá đỡ nhé. Sản phẩm tiếp theo, đây thì cái sen quạt tăng áp đây. Đây nha các bác nha, nó sẽ có cái cánh quạt quay như này, nó giúp tăng áp lực nước rất là tốt này. Đấy, cánh quạt quay. Đấy, giúp tăng áp lực nước rất là tốt, đóng ngắt trên tay luôn các bác này. Đấy, rất là ngon lành nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Đó, đây các bác này. Đấy, có điều chỉnh tăng giảm áp lực nước này. Đấy. Có điều chỉnh tăng giảm áp lực nước cho em. Đó. Có cánh quạt quay điều chỉnh tăng giảm áp lực nước rất là tốt cho các bác luôn. Đấy, và nước nó sẽ ra hình tia như này, các bác có thể dùng để mình massage cho cơ thể rất là tốt, có tăng giảm áp lực nước rất là tốt và sử dụng nóng lạnh thoải mái nhá. Lên cho em là sen quạt tăng áp, giá của nó sẽ là 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái vòi. Các bác lên mã giúp cho em là vòi bạc nhá. Vòi bạc thì bên shop có hai mẫu, một mẫu là bằng nhựa. Bằng nhựa thì sẽ là 60.000, còn con này bằng inox là 80.000 nhá. Đấy, lên cho em là vòi bạc. Con này thì nó có thể kết nối được với các cái đầu chậu rửa mặt, chậu rửa bát đa di năng được hết nhá. Đấy, sau đó thì các bác sử dụng cái này thì mình có thể xoay để mình lấy nước một tia hoặc là nước hoa sen. Đó, và nó bằng con này thì nó sẽ là bằng inox nhá, bằng inox. Đấy, bằng inox hay là bằng thép gì đấy các bác nhá, nhưng mà nó rất là chắc chắn luôn. Thì các bác lên cho em là vòi bạc nhá, vòi bạc. Giá sẽ là 80k. Đó. Vòi bạc này. Lên cho em là vòi bạc, giá của nó sẽ là 80k nhá, 80k cho con vòi bạc này. Đấy, con này là bằng thép nhá, còn con bằng nhựa thì giá của nó chỉ có 60.000 thôi. Đây các bác này, khi mình lắp ráp vào thì nó sẽ như này. Đấy, các bác xem cái tính ứng dụng của nó rất là thực tế luôn. Chậu rửa mặt này, chậu rửa mặt rồi các bác dùng để mình rửa mặt này, đánh răng, vệ sinh đều được hết nhá. Và xoay 360 độ được luôn thì nó rất là tiện. Đấy, các bác có thể xoay đi các ngóc ngách. Mà cái vòi chậu bình thường thì nó không thể xoay được, nhưng mà con này có thể xoay để đảo hướng, rồi mình rửa, lấy hướng nước, rồi mình rửa mặt, rửa đánh răng được hết nhá. Đây con này. Đó, rửa tay này, xoáy vào này. Đấy, chậu rửa này, rửa mặt, đánh răng ok hết các bác nhá. Đó, giá rất là hợp lý cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là vòi bạc nhá, vòi bạc. Giá thì sẽ là đấy, vòi nước một vòi này, các bác có thể dùng để gội đầu này, đánh răng này. Đấy, rất tuyệt vời nhá, rất tuyệt vời luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái gắp nóng nhá. Các bác lên cho em là gắp nóng này, con này nó sẽ là 30.000. 30.000 trong cái gắp nóng như này. Cái này thì các bác có thể dùng để mình gắp thực phẩm, đồ ăn, thức uống đều ok hết cho các bác nhá. Đấy. Thực phẩm, đồ ăn, thức uống đều ok hết. Giá thì rất hợp lý các bác nhá, rất hợp lý cho bác thôi. Đây. Đấy, các bác dùng để mình gắp nóng đồ ăn, thức uống đều ok hết này. Đấy. Gắp nóng đồ ăn này, chiên rán này, dùng để mình lật đồ ăn, đồ chiên, đồ xào, đồ nấu đều ok hết. Rất là dài luôn, dài khoảng gần 30 cm nhá. Đấy, dùng để chiên rán đồ ăn, thực phẩm các thứ đều ok hết nhá. Lên mã giúp em là gắp nóng, giá của nó sẽ là 30.000 cho một cái gắp nóng như này nhá. Đấy, các bác lên cho em là gắp nóng, giá sẽ là 30k. Con này thì rất là tiện luôn, gắp nóng 30.000 nhá. Đó. Lên mã giúp em là gắp nóng 30k. Có lên cho em là gắp nóng này, đó, gắp nóng, giá của nó sẽ là 30k nhá. 30.000 cho một con gắp nóng như này, rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bộ đôi nạo đức nhá. Giá bao nhiêu nhỉ? 70.000 cho một cái đôi nạo như này, bao gồm cho các bác là hai chiếc các bác nhá. Một chiếc thì nó sẽ là nạo dọc và một chiếc là nạo ngang. Đây, con này thì mình sẽ là cầm mình nạo ngang như này, nạo ngang như này. Con này thì mình sẽ là cầm dọc như này để mình nạo. Hai con này thì rất là tiện nhá. Đấy, và nó sẽ có cho các bác là cái phần đầu này để các bác ngoáy những cái phần bị thừa này hoặc là bị sẹo nhá. Đó, hàng siêu dày dẫn chắc chắn luôn của thương hiệu Winling của Đức. Giá rất hợp lý và hấp dẫn cho các bác nhá, chỉ có 70.000 thôi. 70.000 cho hai chiếc nạo như này. Đấy, thương hiệu Winling của Đức hai hình người này, rất dày dẫn chắc chắn luôn. Lên cho em là bộ đôi nạo Đức nhá, bộ đôi nạo Đức. Đấy, đựng trong một cái túi như này, rất là chất lượng và xịn sò cho các bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là bộ đôi nạo Đức, giá của nó sẽ là 70k. Đấy. Bộ đôi nạo Đức nhá, bộ đôi nạo Đức này, đó. Bộ đôi nạo Đức giá của nó sẽ là 70k nhá, 70.000 cho một bộ đôi nạo Đức như này, đó. Và tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn thờ nhá, rất là đẹp luôn. Con này thì nó bằng nhựa thôi, mi ơi. Nó bằng nhựa thôi nhưng mà nó rất là đẹp các nhá. Đấy, bằng nhựa thôi, mạ vàng rất là đẹp luôn. Và con này thì nó sẽ sử dụng pin nhá, sử dụng pin. Đấy, thì về nhà các bác lắp cho em hai quả pin con thỏ loại nhỏ vào cho em. Hai quả pin con thỏ loại nhỏ như này. Để đi. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 70.000 nhá. 70.000 cho cái đôi đèn hoa như này. Đây. Khi mà lắp pin vào thì nó sẽ lên màu như này. Đấy, lên màu đèn đỏ như này. Và nó có hiện tượng nhấp nháy nhá, nhấp nháy đúng như một cái đèn thật luôn, đúng như một cái đèn dầu thật luôn.
Đó, rất đẹp các bạn, rất đẹp, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Thì các bác lên cho em là đôi đèn hoa nhá, đôi đèn hoa. Đấy, bên em bán theo đôi như này. Đôi đèn hoa này thì giá của nó sẽ là 70.000 nhá. Đấy, 70.000 có phải không nhỉ? Các bác lên cho em là đôi đèn hoa. Đôi đèn hoa giá của nó sẽ là 70.000 này. Đôi đèn hoa nhá, bán rồi mà. Đôi đèn hoa giá của nó sẽ là 70k nhá. 70.000 cho một đôi đèn hoa như này. Đó. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác là một cái đôi đèn trụ như này nhá. Đôi này thì các bác lên cho em là đôi đèn trụ nhá. Đấy, đôi đèn trụ đây các bác này. Đấy, đôi đèn trụ như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90.000 cho một đôi đèn trụ như này nhá. Đấy. Các bác lên cho em là đôi đèn trụ nhá. Đèn này thì nó sẽ là một cái đèn có trụ như này các bác này. Đấy, có một cái trụ như này. Hình hoa văn rồng phượng rất là đẹp luôn nhá. Hoa văn rồng phượng rất là đẹp. Cái này thì nó lại sáng bên trong nhá, sáng bên trong. Đó. Cái này thì nó lại sáng ở bên trong các bác này, sáng bên trong. Thì các bác lên cho em là đôi đèn trụ nhá, đôi đèn trụ. Giá của cái đôi đèn trụ này thì sẽ là 90.000. Đó, còn đôi đèn hoa này thì giá của nó sẽ là 60.000 nhá. Đấy. Còn đôi đèn trụ này thì giá của nó sẽ là 90.000 các bạn. 90.000 cho một đôi đèn trụ như này. Và dòng này của nó thì nó cũng là sử dụng cái pin con thỏ lại nhỏ nhá. Về nhà thì các bác tự lắp pin vào cho em nhá. Đấy, tự lắp pin vào cho em. Đây. Màu sắc của nó ánh sáng này rất là đẹp luôn, rất đẹp luôn các bác nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là đôi đèn hoa thì sẽ là 70.000, không có pin nhá, không có pin này. Đó. Còn các bác lên cho em là đôi đèn trụ này, đó. Đôi đèn trụ giá của nó cũng là 90k nhá, 90k và không pin nhá. Không có pin, về nhà các bác tự mua pin mình lắp vào cho em. Đó, không pin nữa nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác một số cái mẫu mũ này. Đầu tiên thì nó sẽ là cái mũ các bác lên mã giúp cho em đó là cái mũ các bác lên cho em là mũ nồi nhá. Mũ nồi thì nó sẽ có cho các bác là hai mẫu này, một mẫu là màu đen và mẫu là màu nâu. Đội lên thì rất là đẹp luôn, dáng kiểu dáng ôm form rất là đẹp nhá, ôm form rất là đẹp luôn. Đấy, có hai màu, màu đen và màu nâu như này. Đấy, em sẽ đội thực tế cho các bác xem luôn nhá. Đó. Rất đẹp, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Và cái giá rất hợp lý này đây. Đội lên này các bác này. Đấy. Ôm form biết rất là đẹp luôn. Thì các bác có thể đội như bình thường như này được nhá. Đội như bình thường như này, hoặc là các bác có thể đội theo cái kiểu là mình thả cái khuy này xuống này, thả cái phần này xuống thì khi các bác thả cái phần này xuống thì nó sẽ chùm cho các bác cái lỗ tai như này. Chùm tai và chùm gáy đằng sau thì khi mà mình sử dụng thì nó rất là ấm áp các bạn, rất là ấm áp và tuyệt vời cho bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100.000 nhá, 100.000. Nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu nâu và màu đen. Tiếp theo thì em lên cho bác cái mũ vải nhá, mũ vải đây. Đấy, con mũ vải này thì nó cũng rất là đẹp luôn. Đấy, lưỡi chai sẽ là rất là rộng để các bác rộng vành nhá. Và nó cũng có cho các bác là cái phần chùm như này. Có cái phần chùm như này thì các bác chùm bên tai này. Đấy, chùm bên tai, rất đẹp các bác này. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới bác giá rất hợp lý nhá, chỉ có 90.000 cho cái mũ vải như này thôi. Lên cho em là mũ vải giá sẽ là 90k. Còn con mũ nồi này thì giá sẽ là 100 nhá. Mũ vải này sẽ là 90.000 các bác này. Mũ vải này sẽ là 90k cho con mũ vải này. Hàng rất đẹp cho các bác luôn. Bên shop cũng có hai màu, màu đen và màu nâu nhá, màu đen và màu nâu. Đấy, rồi ok. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên là bên em sẽ bao ship. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho các bác cái đuôi cảm ứng nhá, coi nhá. Đấy, các bác lên cho em là đuôi cảm ứng. Lên cho em là đuôi cảm ứng thì con này về nhà các bác bắt trực tiếp điện 220V cho em, sau đó thì lắp bóng đèn vào đây và nó sẽ có ốc xoáy cho các bác đàng hoàng. Đấy, và có điều chỉnh chế độ sáng là 16 giây, 32 giây và 5 phút nhé, 5 phút và có chuyển động là ban ngày. Đấy, đuôi cảm ứng chuyển động nhé. Đấy, lên tem là đuôi cảm ứng chuyển động. Giá của nó sẽ là, đuôi đèn cảm ứng chuyển động, giá của nó sẽ là 60.000 cho một cái đuôi đèn cảm ứng chuyển động như này. Đấy, giá rất là tốt cho bác luôn. Đây, em sẽ có cái video review thực tế cho các bác xem luôn nhé. Đấy, lên tem là đuôi cảm ứng chuyển động, giá của nó sẽ là 60k. Đấy, đuôi cảm ứng chuyển động này. Các bác lên cho em là đuôi cảm ứng nhá. Đấy, đuôi cảm ứng này. Đuôi cảm ứng chuyển động nhá. Giá của nó sẽ là 60.000 cho một cái đuôi cảm ứng chuyển động như này. 60k nhá. 60k trong cái đuôi cảm ứng chuyển động. Đây, video thực tế luôn. Chuyển động tự động bật tắt khi có người. Mình đang thay cái đuôi đèn cũ bật tắt bằng công tắc, chuyển qua xài đuôi đèn cảm biến những cái nơi như là nhà tắm hay là nhà vệ sinh, mỗi lần ra vô có chút xíu. Bây giờ không phải tắt mở công tắc nữa. Người bước vào đèn sáng, bước ra sau một khoảng thời gian đèn tự tắt. Ở trên này các bạn có thể điều chỉnh chỉ sáng ban đêm hoặc cả ban ngày, rồi chỉnh được thời gian đèn tắt.
cái cảm biến của nó bắt xa nhất được 8 mét, nên các bạn thoải mái lắp trên cao, mang về chỉ tính lắp ở trong nhà thôi. Thế là mẹ mình bảo, hay là mày lắp để chống trộm cho chuồng gà nhà tao đi. Cũng hợp lý phết nhỉ. Nhưng mà cái đuôi trên tay mình đây là cái đuôi đèn cảm biến chuyển động, tự động bật tắt khi có người. Mình đang thay cái đuôi đèn cũ bật tắt bằng công tắc, chuyển qua xài đuôi đèn cảm biến những cái nơi như là nhà tắm hay là nhà vệ sinh, mỗi lần ra vô có chút xíu. Bây giờ không phải tắt mở công tắc nữa, người bước vào đèn sáng, bước ra sau một khoảng thời gian đèn tự tắt. Ở trên này các bạn có thể điều chỉnh chỉ sáng ban đêm hoặc cả ban ngày, rồi chỉnh được thời gian đèn tắt. Cái cảm biến của nó bắt xa nhất được 8 mét, nên các bạn thoải mái lắp trên cao, mang về chỉ tính lắp ở trong nhà thôi. Thế là mẹ mình bảo, hay là mày lắp để chống trộm cho chuồng gà nhà tao đi. Cũng hợp lý phết nhỉ. Nhưng mà lên cho em là đuôi cảm ứng chuyển động nhá. Giá của nó sẽ là 60.000 trong cái đuôi như này thôi. Giá sẽ là 60k nhá. Về nhà các bác cứ lắp vào bắt điện bình thường, nó là đuôi xoáy E27, một cái đuôi rất là phổ thông. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp cho em, đó là vòng trầm điều hòa huyết áp nhá. Vòng trầm điều hòa huyết áp, vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp. Con này thì hàng được nhập khẩu và phân phối bởi công ty trầm hương cao cấp Tống Gia. Giá của nó đang bán là 1.800.000 nhá. 1.800.000, mã tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng. Đấy. Và riêng hôm nay thì chương trình tri ân khách hàng hậu 20 tháng 10, bên shop sẽ gửi tới các bác cái giá chỉ có 50 cành thôi nhá. 50 cành cho một con vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp như này. Hạt của nó sẽ là bằng gỗ trầm tự nhiên nhá. Khi mà mình đeo vào thì nó giúp cho các bác là điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông cực kỳ là tốt luôn. Đó. Và các bác nên đeo nhá. Đấy, rất là tốt luôn. Ở đây thì nó sẽ có là 108 hạt, kèm thêm cho các bác là một cái đài sen rất là đẹp như này. Lên mã giúp cho em là vòng trầm điều hòa huyết áp nhá. Đấy. Bằng gỗ trầm tự nhiên rất là thơm luôn. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn, được nhập khẩu và phân phối bởi công ty trầm hương cao cấp Tống Gia. Và hôm nay thì chương trình tri ân khách hàng đang bán là 1.800.000, xả cho các bác giá chỉ còn 50k thôi nhá. 50k. Lên cho em là vòng trầm gỗ nhá. Vòng trầm gỗ này. Đấy, vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp. Điều hòa huyết áp giá thì chỉ có cho các bác là 50k nhá. 50.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp cho em, đó là cái các bác lên cho em là tô vít vạn năng nhá. Tô vít vạn năng thì ở đây nó sẽ là một con tô vít như này, và có cả đèn pin luôn. Có đèn pin thì về nhà các bác tự lắp pin vào cho em nhá. Đấy, cái này thì về nhà các bác tháo cái này ra này, tháo cái lẫy này ra. Đấy, các bác trượt cái lẫy này ra cho em, sau đó thì mình lắp pin vào cho em. Ở đây thì nó sẽ là sử dụng một cái quả pin con thỏ loại nhỏ, một viên nhá, một viên. Thì các bác có thể lắp đèn vào đây để mình sử dụng, mình khi mà mình làm ban đêm thì mình cần thì mình bật đèn lên. Và ở đây thì nó sẽ có cho các bác là các cái đầu tô vít như này. Các bác mở ra này. Đấy. Thì ví dụ như là các bác muốn xoáy cái nào vừa thì mình dùng. Nó rất là tiện. Ở đây thì nó sẽ là 8 trong 1 luôn. Đấy. Nó sẽ có cho các bác là 8 cái đầu vít như này. 8 cái đầu vít như này nhá. Hàng cực kỳ chắc chắn và ngon lành, và nó có thể gấp gọn được thì nó rất là tiện. Đấy, lên cho em là tô vít vạn năng nhá. Tô vít vạn năng. Đó. 8 trong 1 luôn, và có cả đèn pin như này. Ở đây thì nó sẽ có 1 2 3 4 5 6 7 7 cái đầu vít nhá, và một cái thân đèn nữa, một cái đèn như này để các bác dùng để đây, nó sẽ là một cái hệ thống đèn LED như này, rất là sáng luôn. Đấy. Con này các bác lên mã giúp cho em là tô vít đèn nhá. Giá của nó sẽ là 50.000, nó có một cái đèn. Đấy, cho nên là các bác lên cho em là tô vít đèn. Đấy. Hoặc không, các bác cứ lên cho em là tô vít vạn năng được, tô vít vạn năng. Đó, tô vít vạn năng này. Tô vít vạn năng giá của nó sẽ là 50k nhá. 50.000 cho một con tô vít vạn năng như này. Con này thì rất là tiện cho các bác sử dụng rồi. Đấy, giá của nó sẽ là 50k. Đó, tô vít vạn năng. Đấy, rất là đẹp luôn. Và nó sẽ có cho các bác là các cái đầu vít, đầu to, đầu nhỏ như này. Đấy, có cả những cái đầu tròn, đầu lục giác cho các bác luôn. Rất là tiện nhá. Đấy, có cái đầu tròn này các bác này. Đấy, ở đây thì không phải đầu tròn mà nó sẽ là một cái thân tô vít nhỏ như này. Nó sẽ có một cái con nhỏ tí này các bác này. Đấy, thì các bác có thể xoáy ra để mình sử dụng. Ở đây nó sẽ có cho các bác là hai đầu nhỏ như này nhá. Các bác có thể xoáy ra này. Đấy, xoáy ra, sau đó thì mình xoáy vào đây cho em. Xoáy vào đây cho em. Đó, thì là nó sẽ có hai đầu, một đầu là con này là siêu nhỏ luôn, để cho các bác sử dụng các cái đồ lặt vặt. Đấy, để nó có hai cái đầu nhỏ, một đầu dẹt, một đầu tròn. Còn lại là nó sẽ là dẹt và múi hết nhá. Dẹt và múi từ nhỏ đến to. Giá sẽ là 50k nhá. 50k. Lên cho em là tô vít vạn năng. Tô vít vạn năng giá sẽ là 50.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp cho em là bật lửa ngọc nhá. Bật lửa ngọc đây. Đấy, nó sẽ là một cái bật lửa hình nó sẽ có đính một viên ngọc như này, đính một viên ngọc như này. Đấy, và con này thì về nhà các bác châm dầu thơm vào cho em nhé. Dầu thơm hoặc là xăng bình thường cũng được. Đó.
Và con này thì nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu vàng và màu bạc này. Đấy. Lên cho em là bật lửa ngọc nhá, bật lửa ngọc. Nó sẽ có hai màu, màu vàng và màu bạc như này. Giá thì sẽ là 130.000 nhá, 130.000 cho một con bật lửa như này. Con này thì nó sẽ là hàng mạ bạc nhá, mạ bạc này, còn con này là mạ vàng 18 carat này, mạ vàng 18 carat. Siêu đẹp cho các bác luôn. Đều là hình con rồng như này nhá, hình con rồng như này. Rất tuyệt vời cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa ngọc nhá. Bật lửa ngọc nó sẽ có ngậm một cái viên ngọc như này, viên ngọc màu đỏ rất là đẹp luôn. Thì bên shop có hai màu, màu vàng và màu bạc nhá, màu vàng màu bạc. Thì các bác lên cho em là bật lửa ngọc. Giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây, toàn bộ chữ Nhật hết các bác này. Đấy, toàn bộ chữ Nhật hết nhá. Về nhà các bác cho xăng thơm vào cho em nhá, cho xăng thơm vào cho em. Lên cho em là bật lửa ngọc. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000. Bật lửa ngọc này, đó. Bật lửa ngọc giá của nó sẽ là 130k nhá. 130.000 cho con bật lửa ngọc như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái điện thoại Nokia. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái điện thoại Nokia nhá. Đây nó sẽ là dòng một sim nhá, dòng một sim. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một điện thoại này. Đấy, có hai màu, màu xanh và màu đen, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Đấy, không chọn màu các bác nhá. Đấy, một điện thoại, một pin và một củ sạc. Đấy, combo cho các bác luôn, hàng nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện như này của thương hiệu Nokia nhá. Nokia. Đó. Về nhà thì các bác lắp vào cho em. Đấy, lắp. Các bác lắp ấy vào cho em. Đấy, lắp pin rồi các bác khởi động lên. Đấy, lắp pin vào nhá. Đây. Các bác lắp pin vào cho em này. Đấy, lắp pin vào. Các bác lắp pin và khởi động lên cho em là xong. Đó. Hàng của thương hiệu Nokia nhá. Lỗi một đổi một trong vòng 10 ngày các bác yên tâm sử dụng. Hàng thương hiệu Nokia cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Bật nguồn lên cho em này. Đấy, bật nguồn lên cho em. Đó. Đây, đấy, và con này thì giá của nó sẽ là 150.000, bàn phím nổi nhá. Bàn phím nổi rất là dễ sử dụng cho bác luôn. Đó, về nhà các bác lắp sim vào cho em. Đó. Hàng của thương hiệu Nokia nhá. Thương hiệu Nokia đây. Đấy, logo của hãng đây, Nokia con này. Đấy, hàng của Nokia cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Giá sẽ là 130.000 thôi. Lên cho em là điện thoại một sim nhá, điện thoại một sim. Giá sẽ là 130k. À xin lỗi các bác là 150.000 nhá, 150k, em nói nhầm nhá. 150.000 cho một con điện thoại một sim như này, giá rất là tốt cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ống hút rửa bát các bác nhá. Ống hút rửa bát thì ở đây nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái đầu vòi như này, đầu vòi xịt như này và hệ thống dây rồi ống dẫn nhá. Đó. Và giá thì chỉ có 70 cành thôi. Lên cho em là hút nước rửa bát. Hút nước rửa bát giá của nó sẽ là 70.000. Đấy, đây thì cái sơ đồ của nó đấu nối như này các bác này. Đấy, lên cho em là hút nước rửa bát nhá. Đấy. Hút nước rửa bát này. Hút nước rửa bát. Giá của nó sẽ là 70k nhá. 70.000 cho cái hút nước rửa bát như này, 70k. Đây, cái này nó đơn giản lắm các bác nhá. Về nhà các bác chỉ cần là lấy một cái can to cho em này, sau đó mình lắp vào. Đấy, cái chậu rửa nào nó cũng có cái hệ thống vòi này hết, các bác lắp xoáy vào cho em này. Đấy, xoáy vào đầu vòi trong đó lắp vào can là xong. Thì khi mình rửa bát thì mình cứ dùng cái can 5 lít ấy, nó rất là tiện. Các bác cứ thế là mình bơm ấn thôi, đừng dùng cái vòi nhỏ nữa. Nó đừng dùng cái nhỏ, nó rất là tốn kém và mất vệ sinh. Đấy, cứ lắp vào chậu rửa này cho em là mình dùng thôi. Lên cho em là hút rửa bát nhá, hút rửa bát giá sẽ là 70.000 nhá. 70.000 cho một cái bộ hút rửa bát này thôi, rất tiện dụng cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng sản phẩm đó là cái đèn các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn F1 nhá, đèn F1. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 nhá. Ở đây thì nó sẽ là một tấm pin năng lượng dời như này, dây dài khoảng từ 2 đến 3 mét này và một con đèn như này. Cái công suất của nó thì khá là sáng luôn các bác nhá. Đấy, đây các bác này. Đấy. Siêu sáng luôn. Thì các bác có thể để ngoài trời hoặc là mình để trong nhà cũng đều được nhá. Đấy, rất là tiện dụng cho các bác sử dụng này. Lên cho em là đèn F1 nhá, đèn F1. Đấy, đèn F1. Thì đây nó sẽ là các cái mắt led như này và nó sẽ có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu này. Có cảm biến nhá, có người đi đến thì nó sẽ sáng và người đi qua thì nó sẽ tắt các bạn, nó rất là tiện. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một đèn, một tấm pin năng lượng mặt trời như này và có cho các bác là cả điều khiển luôn nhá, cả điều khiển luôn. Thì các bác có thể dùng để tắt bật bằng điều khiển được. Đây. Đấy. Đây, tắt đi này, bật lên này, chế độ sáng 1 này, đấy, sáng 2 và sáng 3 nhá. Đó, 3 này, 2 này, 1 này. Đó, tắt đi này, bật lên này, rất là tiện nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý thôi. Một cái đèn F1 như này, giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi, 130.000 cho một con đèn như này. Có điều khiển cho bác luôn và có cả cái ốc vít giá đỡ để các bác bắt vít vào nhá. Đó. Giá thì rất hợp lý cho các bác để các bác sử dụng
để mình lấy ánh sáng tự nhiên, sáng năng lượng mặt trời và rất là tiết kiệm pin nhé, tiết kiệm pin cho các bác luôn. Và cái giá cũng rất là hợp lý để cho các bác có thể sử dụng lâu dài. Lên mã giúp cho em đó là đèn F1, giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Đó. Lên mã theo là đèn F1 nhé. Đèn F1 giá sẽ là 130.000. Đèn F1 giá sẽ là 130k trong con đèn năng lượng F1 như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn bắt muỗi nhá. Đấy. Qua lên đèn là đèn bắt muỗi đen, giá sẽ là 130.000 cho một con đèn bắt muỗi đen như này. 130.000. Lên cho em là đèn bắt muỗi đen nhá, giá sẽ là 130.000 các bác này. Đấy. Hả? 120.000 các bác nhá, 120.000. Đây thì nó sẽ là cái ô để các bác đựng muỗi vào đây này. Đấy, đựng muỗi vào đây. Và khi các bác cắm điện lên thì ở đây nó sẽ là một cái mên lưới, nó giống như là cái giống như cái vật muỗi ấy. Thì con muỗi nó bay vào và nó sẽ chạm vào cái đèn này là nó sẽ bị giật. Đấy. Nó đơn giản thôi, giật nó chết nhá. Lên cho em là đèn bắt muỗi đen. Các bác có thể cắm trực tiếp là vừa làm đèn ngủ vừa làm đèn bắt muỗi luôn. Đấy, lên cho em là đèn bắt muỗi đen. Đèn bắt muỗi đen này. Đó, đèn bắt muỗi đen. Bắt muỗi đen nhá. Giá của nó sẽ là 120 cành. 120 cành nhưng mà con đèn bắt muỗi đen như này. Đấy, giá cực kỳ là hợp lý cho quý cô bác anh chị và các bạn luôn. Đèn bắt muỗi đen 120.000. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái táo các bác nhá. Các bác lên cho em là táo Nhật nhá, táo Nhật này. Một bịch này của nó thì sẽ là vào khoảng là từ 8 lạng đến 1 kg nhá, từ 8 lạng đến 1 kg. Đấy thì một bịch như này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100k cho một bịch táo như này nhá, 100k cho một bịch táo như này. Táo của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đấy, toàn bộ tem mác chữ Nhật hết này. Đấy, nó sẽ là từ 8 lạng đến 1 cân. Táo của nó sẽ là dòng táo to nhá, táo to các bạn, táo to. Và cái này thì các bác dùng nó rất là da luôn tại vì nó đã sấy khô đi rồi. Cái này thì các bác có thể dùng đa di năng luôn. Thứ nhất là mình dùng để mình hãm nước để uống này. Đấy, rồi mình ngâm rượu này, hoặc là các bác có thể dùng ăn trực tiếp cũng được. Ăn trực tiếp rất là ngon và nó dai dai mềm mềm rất là ngon luôn. Lên cho em là táo khô nhá. Táo khô giá của nó sẽ là 100.000 cho một bịch táo khô như này nhá. 100.000 cho một bịch táo khô như này. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Lên mã cho em là táo khô, giá sẽ là 100k. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái keo vàng đa năng nhá. Các bác lên cho em là keo vàng đa năng. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Con này thì nó sẽ là dán được đa di năng luôn. Thứ nhất là đồ trang sức này, đồ gỗ này, đồ da này, đồ sành này và điện thoại các thứ đều dán được hết nhá. Đấy. Tức là đồ trang sức này, đồ gỗ này, đồ da này, đồ sành sứ và đồ nhựa dán được hết nhá. Hàng thì nó sẽ là hàng sản xuất ở Thái Lan này. Đấy, Thái Lan các bác này. Đây, hàng của Thái Lan nhá. Các bác lên cho em đó là keo vàng nhá, keo vàng. Đấy, keo vàng đa năng. Thì con này bên shop đang gửi tới các bác theo một dây như này. Một dây của nó là 3 hộp nhá. Đấy, 3 típ. Đấy, và bên em bán theo dây như này chứ không bán lẻ nhá. Bán theo một dây như này nhá. Và một dây thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 20.000 nhá, 20.000. Lên cho em là keo vàng nhá, keo vàng. Đó, keo vàng giá của nó sẽ là 20k trên một dây như này. Một dây này sẽ bao gồm cho các bác là 3 lọ nhá, 3 lọ. Bên em bán theo 3 lọ chứ không bán rời nhá, không bán rời. Đó, và giá thì chỉ có 20.000 cho 3 lọ như này thôi. Đấy, các bác lên cho em là keo vàng. Thì con này nó dán đa di năng luôn. Hàng thì nó sẽ là hàng của Thái Lan nhé. Hàng của Thái Lan đây. Đấy, Thái Lan này các bác này. Hàng của Thái Lan thì các bác biết rồi. Thái Lan nó hàng nó cực kỳ chuẩn chỉ cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là keo vàng. Keo vàng. Đấy, nắp nó màu vàng như này. Cho nên bên em lên nó là keo vàng nhé. Giá sẽ là 20.000 cho 3 lọ nhé. Đấy, lên cho em là 3 lọ keo vàng. Giá sẽ là 20.000. 3 lọ keo vàng 20.000 các bác nhé. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm đó là cái bộ V46 nhá. Đây nó sẽ là một cái bộ vít như này, rất là đa di năng luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 22 đầu vít nhá, 22 đầu vít to nhỏ lớn bé mẹ con rồi dẹt tròn ba khe mũi khế đầy đủ cho các bác luôn. Đấy. Nó sẽ bao gồm cho các bác là 20 đầu vít này và khẩu từ 4 đến 14 này và nó sẽ có cho các bác là một tay công, một tay nối dài các kiểu con là điểu luôn. Đấy đây. Đấy combo cho các bác như này. Một bộ combo như này mà giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000 trong bộ vít này thôi. Đấy, ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một tay công như này nhá. Tay công thì con này có chức năng là vừa xoáy nhanh vừa đảo chiều được luôn. Đấy, con này vừa xoáy nhanh vừa đảo chiều rất là ok nhá. Đấy, thì các bác có thể lắp đầu khẩu này hoặc là lắp đầu vít cũng đều ok hết này. Lắp đầu vít này. Đấy, lắp đầu vít đây các bác này. Đấy, rất là ngon luôn nhá. Xoáy nhanh đảo chiều các kiểu con này đều luôn. Đó. Và các bác có thể dùng con tay vít này cũng được. Đó, nó có cả tay công cả tay vít cho các bác luôn. Đấy, nó đầy đủ các tay nhá. Tay vít thì các bác chỉ cần lắp vào này mình sử dụng thôi. Đấy, đây là đầu vít lục giác này. Đấy, lắp vào đây nhá, đầu lục giác nhá. Đấy.
Và các bác có thể dùng cái tay vít bình thường như này để mình xoáy này. Đấy, lắp ở đây mình xoáy này, rất là ngon luôn nhá, để xoáy vít này. Đấy, nói chung là rất là tiện. Một cái bộ đầy đủ như này, thép CLV nhá. Và có cả cho các bác là tay công này, rồi tay tay vặn ngoắt nghéo này, tay vặn ngoắt nghéo như này nhá. Tay ngoắt nghéo này để các bác lắp ở đây này. Đấy, các bác lắp ở đây. Sau đó thì các bác lắp vào cái đầu vít cho em. Đó, thì mình sử dụng nhá. Lắp vào đầu vít, đầu viếc đều được hết này. Đấy, đầu công này rất là ngon luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý luôn. Một cái bộ V46 như này bao gồm cho các bác là khoảng trên 40 chi tiết nhá, trên 40 chi tiết. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 120.000 thôi. 120.000, giá không thể tin nổi luôn. Bao gồm 46 chi tiết nhá. Lên mã giúp cho em là V46 này. V46 giá sẽ là 120k nhá. 120.000 cho một bộ V46 như này, 120k, giá quá rẻ luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là hai bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái củ sạc đa năng nhá, củ sạc đa năng. Đấy, thì đây nó sẽ là một cái củ sạc của dòng iPhone 14 Pro Max và công suất của nó là 20W nhá, 20W iPhone 14 Pro Max đây. Đấy, iPhone 14 Pro Max này. Đấy, dòng chuyên dùng cho của hãng iPhone, và về nhà các bác có thể dùng Samsung, các thứ đều được hết. Thì nó sẽ bao gồm cho các bác là hai chân USB sạc nhanh này. Đấy, có tia sét này là sạc nhanh này, và hai chân Type C nhá. Đấy, 14 Pro Max này. Đấy, iPhone 14 Pro Max. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 cho một cái củ sạc nhanh như này nhá. Các bác lên cho em là củ sạc nhanh nhá, củ sạc nhanh. Giá của nó sẽ là 80k. Đấy, về nhà cái này thì nó không có dây đâu, về nhà các bác cắm cái dây sạc của nhà mình. Đấy, lên mã giúp cho em là củ sạc nhanh nhá. Củ sạc nhanh này. Củ sạc nhanh giá của nó sẽ là 80k cho một cái củ sạc nhanh như này nhá, hàng của iPhone. Giá sẽ là 80k cho mấy củ sạc nhanh như này, 80.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái các bác lên mã giúp cho em, đưa cho anh cái hạc cái tí. Này nó này. Các bác lên cho mã giúp cho em là hạc đồng nhá. Nó sẽ là một con hạc như này này, một con hạc như này kèm thêm cho các bác là một cái chân nhang hương như này nhá. Một cái chân nhang hương như này để các bác sử dụng này. Đấy. Sẽ có cho các bác là một cái chân nhang như này. Đây thì khi các bác sử dụng thì mình đeo vào đây cho em này, đeo vào đây cho em. Đó, nó sẽ là một con hạc như này. Thì các bác có thể mua cả con hoặc mua một đôi tùy theo. Đấy, thì giá thì chỉ có 60.000 cho một con hạc đồng như này thôi nhá. 60k cho một con hạc đồng rất là đẹp như này mà giá chỉ có 60.000 thôi. Giá rất là tốt cho bác luôn. Đấy. Các bác có thể để trên ban thờ này hoặc là sử dụng để mình trang trí decor. Đấy, bằng đồng nhá, chất liệu bằng đồng này. Đó, rất là đẹp cho các bác luôn mà giá chỉ có 60k thôi. Ở đây thì bên em có bán kèm cả nhang luôn nhá, cả nhang thơm luôn. Đây, cái nhang này của nó thì cũng là 60.000 cho một hộp nhang như này nhá. 60.000 cho một hộp nhang như này. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Về nhà thì các bác xoáy cái này ra cho em này. Đấy. Xoáy cái này ra này, sau đó thì mình lấy nhang ra, mình cho vào mình đốt nhá, cho vào mình đốt thì rất là đẹp luôn. Đó. Thì cái hộp nhang này sẽ là 60.000 và con hạc đồng này cũng là 60.000 luôn. Các bác lên cho em là nhang hạc nhá, nhang hạc. Đấy, lên cho em là nhang hạc này. Đó. Nhang hạc giá của nó sẽ là 60k nhá. 60.000. Đấy, và cái con hạc đồng này thì giá cũng là 60.000 luôn. Con hạc đồng này thì giá sẽ là 60.000. Các bác lên cho em là hạc đồng nhá, hạc đồng 60.000. Đó, và nhang của nó đi kèm cũng là 60.000 luôn. Các bác lên cho em là hạc đồng này. Hạc đồng nhá, lên cho em là hạc đồng, giá sẽ là 60k. Đấy, còn nhang hạc cũng là 60.000 luôn. Đó, thì một hộp này của nó cũng khá là nhiều luôn nhá. Thì các bác về nhà các bác xoáy cái này ra cho em này. Lấy cái nắp này ra này. Đấy, sau đó thì các bác đổ nhang ra cho em. Đấy, đây nó sẽ là cái nhang như này các bác này. Đấy, nhang như này thì các bác cho vào mình đốt như bình thường thôi, đốt như bình thường cho em. Đó, đây. Cho vào mình đốt như bình thường. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 cho một cái hộp nhang như này. Rất là nhiều luôn nhá. Đấy, và các bác cho vào đốt thì nó rất là thơm luôn. Đấy, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Các bác bỏ cho em một thanh vào đây này. Đấy. Đấy. Các bác bỏ cho em một thanh một cái nhang vào đây. Đấy, một cái nhang vào đây này. Đấy, sau đó thì mình đốt như bình thường nhá, đốt như bình thường. Đó, và cái hương của nó sẽ tỏa ra rất là thơm luôn nhá, rất là thơm luôn. Đó, lên cho em là nhang hạt nhá, giá sẽ là 60.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái bộ nạo nhá. Các bác lên cho em là đây các bác này, nó sẽ là một cái bộ nhang như này các bác này. Đấy, các bác xoáy cái nắp này ra, đốt cho em một cái viên nhang, sau đó thì các bác cho vào đây. Đó. Thì cái này nó vừa là các bác thư thái này, sử dụng này, ngày lễ, ngày Tết hoặc là các có công có việc này, các bác sử dụng cho em rất là tiện. Đấy, lễ Tết, dỗ chạp rồi các bác có thể dùng mình thư giãn uống trà. Đấy, thưởng trà và ngửi mùi nhang thơm. Đấy, cũng rất là ngon lành các bác nhá. Tạo ra sản phẩm này quá đẹp và tinh tế, chất liệu đồng xịn sò. Hồng hạc đốt trầm để bàn trà hoặc trang trí decor cực đẹp. Hương thơm trầm hương giúp tâm hồn thư thái, dễ chịu.
không hạt đốt trầm hương lư hương. Thật sự phải cảm ơn ai tạo ra sản phẩm này quá đẹp và tinh tế, chất liệu đồng xịn sò. Không hạt đốt trầm để bàn trà hoặc trang trí decor cực đẹp. Hương thơm trầm hương giúp tâm hồn thư thái, dễ chịu. Không hạt đốt trầm hương lư hương. Thật sự phải cảm ơn ai tạo ra sản phẩm này quá đẹp và tinh tế, chất liệu đồng xịn sò. Không hạt đốt trầm để bàn trà hoặc trang trí decor cực đẹp. Hương thơm trầm hương giúp tâm hồn thư thái, dễ chịu. Không hạt đốt trầm hương lư hương. Đấy, giá sẽ là 60.000 các bác nhá. Hạt cũng là 60.000 và hương cũng là 60.000 luôn, trầm hương 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái nạo 5 món này, 1 2 3 4 5, 5 món như này. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 5 món. Thì các bác có một cái bộ sản phẩm như này là dùng trong nhà bếp là rất là ok luôn. Đó thì đây, em sẽ khui ra cho các bác xem các cái chi tiết bên trong này. Đấy, thì nó sẽ có cho các bác là một con dao như này nhá, một con dao như này. Thì con này các bác vừa là dùng để thái này. Đấy rồi nạo này và đánh vẩy làm vẩy cá rồi khui bia nhá. Đó, khui bia. Có quay đeo như này. Đấy, có quay đeo như này rất là tiện này. Tiếp theo nó sẽ là xếp cái này vào này. Đây, làm nhẹ không nó gãy. Đây xếp vào đây như này. Xếp đứng vào đây ngồi xuống. Xếp đây. Trò chơi đâu nó văng đấy, xếp giữ vào như thế xếp nhá. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái con nạo hai mặt nhá. Nạo hai mặt thì một mặt sợi và một mặt nạo vỏ, và có cho các bác là cái phần này để các bác ngoáy các cái phần mà nó bị miếng vỡ bỏ ra. Đấy, nó sẽ là cái phần này để các bác nạo cái sẹo nhé, nạo sẹo này. Đó, tiếp theo thì cái này các bác có thể dùng để mình tạo hoa này, tạo hoa các kiểu này. Đấy, và các bác làm lòng làm biếc ở cái này rất là ok này. Tiếp theo là cái này để các bác lấy những cái bát nóng này, các bác khui bia hoặc là lấy những cái bát nóng, bát đĩa nóng thì các bác đưa vào mình giật nó ra. Đấy, đưa vào mình gắp nó ra, nó rất là tiện này. Và một cái nạo đa di năng nữa này, một cái nạo đa di năng nữa. Con này thì vừa nạo vỏ vừa nạo sợi luôn. Một cái bộ combo cho các bác bao gồm là 1, 2, 3, 4, 5 món như này. Lên cho em là bộ nạo 5 món nhá. Đấy, rất là đẹp cho các bác luôn. Và có quai đeo như này nhá. Lên cho em là bộ nạo 5 món, giá sẽ là 70.000. Đó, nạo 5 món này. Các bác lên cho em là nạo 5 món, giá sẽ là 70.000 nhá. Đó, lên cho em là nạo 5 món này. Nạo 5 món, giá của nó sẽ là 70.000. 70.000 cho một cái bộ nạo 5 món như này. Rất tiện dụng cho các bác sử dụng trong sinh hoạt gia đình nhà mình luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái sạc bình ắp quy nhá. Nó sẽ là sạc được bình từ 12 đến 24V. Đó thì nó sẽ là dòng sạc bình 12-24. Giá sẽ là 290.000 bao sim tận nhà cho các bác luôn. Con này thì nó sẽ là sạc được cả bình 12 và cả bình 24 nhá. Hàng này thì của nó thì nó sẽ xuất đi khá là nhiều nước luôn. Đây. Đấy, Anh, Pháp, Mỹ, Ý, Hàn Quốc rồi nói chung là rất nhiều nước các bác này. Đấy. Rất là nhiều nước luôn nhá. Đó, Anh, Pháp, Mỹ, Ý, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, linh tinh luôn, Italia. Đó đây, Italia các bác này. Đó. Thì con này nó sẽ sạc được bình 12V và nó sẽ 12 đến 24 và có chế độ là chống đảo chiều, khử sun phát rồi các kiểu con này điều luôn. Và giá thì sẽ là 290.000 nhá. 290.000. Lên mã giúp cho em là sạc bình áp quy 12-24 nhá. 12-24, giá sẽ là 290.000. Bên em có cả các loại chỉ sạc nguyên bình bình 12 cũng có nhá. Con này thì các bác lên cho em là sạc bình 12-24 nhá. 12-24 giá sẽ là 290.000 nhá. 290.000 bao ship này. Còn ngoài ra thì bên shop có cho các bác là cái sạc bình nguyên 12 không thôi. Lên cho em là sạc bình 12 nhá, sạc bình 12. Đó, nó nhỏ hơn một chút và chỉ sạc được bình 12V thôi. Con này thì giá sẽ là 190.000 nhá. 190.000 cho một con sạc bình 12 như này. Đó, con này thì chỉ sạc được 12V thôi. Các cái chức năng của nó cũng như nhau thôi, khử sun phát rồi chống đảo chiều, chống các kiểu con đà điểu được luôn. Và giá thì cũng chỉ cho các bác là 190.000 cho một con như này, 190.000 nhá. 190.000 cho một con sạc bình như này thôi. Lên cho em là sạc bình 12 này. Sạc bình 12 giá của nó sẽ là 190.000. Còn con này thì nó sẽ là cả bình 12 cả bình 24 luôn, thì nếu nhà bác nào có cả bình 24 thì dùng con này. Còn nếu nguyên bình 12 thì dùng con này cho em. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ sản phẩm. Đó là cái bộ điều khiển từ xa nhá. Con này thì nó sẽ là khoảng cách của nó là 1 cây số nhá. Khoảng cách của nó là 1 cây số thì các bác tha hồ thoải mái sử dụng luôn. Cứ từ 1 cây số trở lên là các bác sử dụng được con này rồi. Đó, nó rất là tiện. À, từ cây số trở xuống nhá. Thì nó rất đơn giản thôi. Các bác cắm trực tiếp con này vào cái điện 220 cho em, sau đó thì cắm thiết bị qua máy bơm rồi máy các loại máy móc và các bác dùng cái điều khiển này mình điều khiển cho em. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là điều khiển trực tiếp nhá, điều khiển trực tiếp. Giá của nó sẽ là lên cho em là điều khiển trực tiếp này, điều khiển trực tiếp giá sẽ là 270.000 nhá, 270.000. Còn bên em có các loại đấu nối thì giá sẽ là 230.
thì các bác dùng, con đấu nối thì dùng mà con điều khiển trực tiếp thì dùng. Anh nha, đây sẽ là cái bộ cắm trực tiếp các bác này. Ổ cắm điều khiển từ xa bằng remote nha. Đây là sản phẩm cầm trên tay của mình nè, nó nhỏ gọn luôn, làm lọt lòng bàn tay ha. Ở đây thì nó có tay remote bật tắt điều khiển từ xa. Theo thông số nhà sản xuất thì Ôi, lại rơi. 1000m ha. Làm đi. Thực tế thì bà con mình dùng thì nó khoảng 200-400m. Đấy. Với tay remote rất là tiện, chúng ta có thể cắm vào cái điều khiển cho quạt nè, motor nè, để bơm nước tưới cây tưới đẩy vườn hoặc là phun xịt chuồng trại. Rất là tiện luôn. Và cách sử dụng như thế này nè, chúng ta chỉ cần cắm vào cái ổ điện hiện có nha. Này dùng điện 220V. Đấy, chúng ta có thể bật tắt rồi nè. Khi bật tắt thì nó có đèn báo cái này nha, màu xanh màu đỏ nè. Bật là màu xanh, tắt là màu đỏ. Và cái nút đèn này cũng là nút bật tắt tại chỗ được luôn khi chúng ta không dùng remote. Rồi, bây giờ tôi sẽ thực nghiệm cho anh em mình xem với một cái bóng đèn ha. Rồi. Anh em đón theo dõi tới hết video nha, tôi sẽ hướng dẫn cho anh em mình cách ghép nối remote luôn. Đấy. Ghép nối remote. Rồi. Tắt nè. Bật nè, tắt nè. Đấy, tạm thời tôi để con đèn vào đây nha. Rồi. Bật, tắt, bật, tắt. Rất là đơn giản ha, bật tắt tại chỗ đây. Đấy, nó sẽ có thể bật tắt tại chỗ hoặc là bật tắt đấu nối nhá. Đây. Còn con này là con đấu nối này. Con này con đấu nối này. Công suất lớn không thì em có bộ điều khiển từ xa Hotdesk 42 ấy, tải trực tiếp được motor 3 ngựa tương đương với 2,2 kg đổ về. Thì các bác có thể được bật tắt cho nó được bật nhá. Tắt này. Đấy, các bác muốn xa thì bác kéo cho em cái dây anten này ra cho em. Thì tầm xa của nó được từ 100 đến 600 m tùy từ địa hình các bác nhá. Đấy, on này. Off này. Được chưa các bác? Bộ này đấu nối nó đơn giản thôi. Các bác lấy dây chân 1, chân 2 thì các bác đấu nguồn điện vào 220V cho em. Chân 3, chân 4 thì các bác đấu ra máy bơm, ra đèn, ra quạt cho em. Đây là nút học lại hoặc bật tắt bằng tay này. Bật nhá. Đấy, tắt này. Các bác này. Đấy. Tay khiển này của bên em sẽ sử dụng pin 23-12V này lên cho các bác. Ok cho các bác. Đấy, đấy, rất là ok các bác nhá. Bán là có 159 cành thôi. Rẻ nhất thị trường rồi các bác nhá. Ok các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì đây em sẽ lên cho bác cái máy rót rượu nhá. Giá sẽ là 270.000 và bao ship tận nhà, nhận hàng các bác kiểm tra thanh toán cho em. Đấy, khi các bác test thì ra lấy ít nước. Khi bác test thì các bác cho nước vào cho em nhé, đừng cho rượu nhé. Nếu máy nó có lỗi thì em còn xử lý được. Đấy. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một thân máy như này nhá, một thân máy này, một cái ô inox để các bác đựng rượu này và một cái ô nhựa để các bác có thể cho đá vào giữa cũng được. Đấy, thì nó rất đơn giản vậy thôi. Thì nó sẽ có 3 phần chính như này. Thì về nhà các bác sử dụng thì các bác cho rượu vào đây cho em. Đấy, cho rượu vào đây nhá. Các bác có thể cho rượu vào đây. Sau đó thì mình bật công tắc lên này, bật công tắc lên và mình sử dụng thôi. Đó, nó rất là đơn giản và dễ sử dụng. Và khi con này thì nó rót thì nó sẽ có mức độ để các bác điều chỉnh nhiều ít ở đây. Thì nó cũng rất là tiện nhá, rất tiện cho các bác sử dụng. Đây em sẽ cho nước vào này. Đấy, các bác cho nước vào cái ô inox này cho em. Đấy, khi các bác test thì cho nước vào, đừng cho rượu nhá, cho nước vào cho em. Đó, sau đó thì các bác đặt máy vào này, đặt máy vào bật công tắc lên này, các bác chỉ cần đặt cốc vào này. Đấy. Khi các bác sử dụng thì các bác đặt cốc thì đặt sát vào cho em nhé, đặt sát vào cho em nhé, đặt sát vào như này thì bao giờ cảm biến nó bắt thì nó mới kêu này. Đấy, sau đó thì các bác sử dụng thôi, rất là tiện này các bác này. Đó, rất là tiện luôn nhá. Đó, thì giá thì chỉ có cho bác là 270.000, không dùng thì mình tắt đi nhá. Đấy, khi các bác bật lên thì mình lại bật công tắc lên này, bật công tắc lên. Sau đó thì mình sẽ nhấn cái này để mình điều chỉnh, ví dụ tăng rượu thì các bác cho đây cho em. Đấy, đây, đầy cốc luôn các bác này, đầy cốc luôn. Hoặc các bác giảm đi thì lại mình lại xoáy cho nó giảm đi. Muốn uống ít một thì các bác lại cho vào đây. Đó, rất là tiện nhá. Muốn tăng lên thì mình lại tăng lên một chút để nó lại đẩy rượu tăng lên. Đó, thì hai cốc đều nhau chặn chặn luôn, tùy theo các bác chọn mức nhá. Giá thì chỉ 270.000 thôi. Và con này thì nó sử dụng nó rất là tiện. Các bác có thể sử dụng trực tiếp luôn. Đó, rất là tiện nhá. Về nhà các bác cắm sạc nhá, có cả dây sạc kèm cho bác luôn. 270.000, bao ship đến tận nhà cho bác luôn, nhận hàng kiểm tra thanh toán đây. Hàng nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này nhá. Nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Đó, và giá thì rất hợp lý cho bác. Chỉ có 270.000 cho một con máy rót rượu như này thôi. Đó, đây, nguyên đai nguyên kiện cho các bác này. Đấy, nguyên đai nguyên kiện cho các bác luôn. Về nhà các bác chỉ sử dụng thôi, và lắp cái vòi lên cho em nhé. Các bác lắp cái vòi lên cho em là ok thôi. Đấy, giá rất hợp lý, chỉ có 270k. Rồi, ok. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái bộ dao sói nhé. Các bác lên cho em là bộ dao sói. Giá sẽ là 100.000 cho một bộ dao sói như này. Lên cho em là bộ dao sói này. Bộ dao sói giá sẽ là 100.000. Đấy, con này nó sẽ có hình con sói đây. Hàng dao thì nó sẽ là dao của Đức nhá, dao của Đức cực kỳ chất lượng cho bác luôn. 100.000 bộ dao sẽ bao gồm cho các bác các cái món như sau. Đấy. Đầu tiên thì nó sẽ là đựng trong cái hộp cực kỳ chất lượng và xịn sò như này. Đấy, và đây nó sẽ có cho các bác là một cái kéo này, một kéo này. Đấy, một kéo này, tiếp theo đến cho các bác là một cái nạo này và bốn con dao nhá, một kéo, một nạo và bốn con dao luôn. Dao thì nó sẽ là hàng cũng rất là bén cho bác luôn. Đây em sẽ test dọc giấy cho bác xem nhá. Đầu tiên nó sẽ có cho bác là một con dao gọt này. Con dao gọt dài khoảng 20cm nhá. Đấy, đây con này. Rất là bén luôn các bác này. Đấy, dọc giấy cực kỳ là ngon luôn các bác này. Đấy. Dọc giấy rất là ngon luôn.
Con dao gọt này cũng rất là bén các nhá. Lọc giấy rất là ngon luôn các bác thấy không? Đây. Đấy. Một con dao gọt này. Tiếp theo sẽ đến cho các bác là ba con dao thái này, thì đầu tiên là con dao thái nhọn này. Đấy, con này nó sẽ là thái nhọn như này con này. Đấy. Đây. Dọc giấy rất là ngon nha, dao rất là bén luôn các bác nhá. Đấy, rất là bén luôn. Đây con này, đấy rất là bén luôn. Đó. Tiếp theo nó sẽ là một con nhọn nữa này. Con nhọn này thì nó sẽ bầu mình hơn một chút này. Đấy, cũng rất là sắc luôn các bác này. Rất là sắc luôn các bác thấy không? Đó. Dao rất là bén quá này. Đấy. Cán của nó thì bằng nhựa nhá. Cán của nó bằng nhựa và dao của nó thì nó sẽ là thép chống dính nhá, thép chống dính cho bác luôn. Đấy, và đây con này nó sẽ là bản to này, bản to. Cũng rất là bén luôn các bác này. Đấy. Dòng này thì nó sẽ là dòng chuyên thái thôi nhá, chuyên thái thôi. Đấy. Dao này thì giá rất hợp lý cho bác rồi. Một bộ như này bao gồm cho bác là 4 con dao, một cái kéo này. Kéo này thì các bác có thể dùng để khui bia này, mở nắp chai này, rồi kẹp cua ghẹ này, đều ok hết nhá. Đấy. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 4 dao, một kéo và một cái nạo như này. 4 dao, một kéo, một nạo. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100.000, 100.000 cho một cái bộ dao sói như này nhá. Đấy. Đây mã tiếp theo là bộ dao sói, giá sẽ là 100k nhá. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Bộ dao sói giá sẽ là 100.000, 100.000 cho bộ dao sói như này. Đấy. Tiếp theo thì các bác lên cho em là cái thùng giấy ăn nhá. Đấy. Giấy ăn của em thì nó sẽ là 140.000 cho một thùng 20 gói như này. 140.000. Đấy. Hả? Cái gì? Hả? Lại, nói lại. Các bác lên cho em là giấy ăn các nhá, giấy ăn. Đấy, giấy ăn thì nó sẽ là theo gói như này nhá, theo gói như này. Thì bên shop bán là thấp nhất là 2 gói trở lên, 2 gói sẽ là 20.000. 2 gói là bằng 20k nhá, chứ không bán một gói này. 2 gói là 20.000. Còn bác nào mua cả thùng thì cả thùng của nó sẽ là 20 gói. 20 gói sẽ là bằng 140k. Còn bác nào mua lẻ thì sẽ là 80.000. Đấy, 80.000 cho một bịch là 10 gói, 80.000 là 10 gói nhá. Đấy. 10 gói thì sẽ là 80k nhá. 10 gói là sẽ là 80k. Đấy, 10 gói là 80.000. Tức là các bác mua lẻ thì mua cả 10 gói tính ra vào chỉ có 8.000 một gói giấy ăn như này thôi. Đấy. Giấy của nó thì nó sẽ là dòng siêu dày và siêu dai như này các bác này. Siêu dày siêu dai luôn, giấy rất là dai nhá, rất là dai này các bác này. Đấy các bác thấy không? Đây, em cầm em giật thoải mái như này nhá. Và rất là dai thì các bác dùng để mình lau tay này, ăn cỗ, ăn cơm, ăn thịt gà thì rất là ok. Và nó sẽ là dòng giấy rút như này, nó rất là tiện. Đây, 460 tờ bạn này. Một bịch này của nó sẽ là 460 tờ. Đó, và rất là dai luôn. Lên cho em là gói giấy ăn nhá, gói giấy ăn. Đấy, giá em bán từ 2 gói trở lên. 2 gói là sẽ là bằng 20k. Đấy, 10 gói là sẽ là bằng 80k. Còn 20 gói thì giá sẽ là 140.000. Đấy, 140.000 tức là một thùng rồi. Một thùng của nó là 20 gói nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái giấy lau giày nhá. Các bác lên cho em là giấy lau giày. Con này thì nó sẽ là một cái dòng giấy rất là đa di năng luôn. Các bác có thể lau giày này, lau bàn này, hoặc là lau cửa kính cũng được. Đấy. Tại vì ở đây nó sẽ có tẩm sẵn cái chất tẩy rồi. Tẩm sẵn cái chất tẩy rồi, về nhà các bác chỉ việc lau thôi. Đấy, các cái bề mặt này nó sẽ tạo ra xà bông như này, tạo ra cái bọt như này. Và các bác lau nó rất là sạch nhá. Rất là sạch luôn. Đây ví dụ như là các cái phần mà bị ố này, bị xỉn này, giày dép hoặc các cái phần bị ố này, đây những cái phần bị ố, bị bám bẩn như này, các bác cứ lau kỹ đi cho em là nó sẽ tẩy sạch luôn nhá. Ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái chất tẩy để tạo tẩy sạch nhá, và giúp cho các bác là tạo trắng luôn. Đấy, lên cho em là giấy lau giày, giá của nó sẽ là 25.000 cho một bịch như này nhá. Đấy, 25k là 20.000 nhá, 20.000 trên một bịch như này, 20k trên bịch như này, và lấy 3 bịch thì sẽ là 50.000 nhá. 50.000 cho 3 bịch giấy lau giày như này nhá. Thì con này chuyên để dùng để lau giày rất là tiện luôn. Lên cho em là giấy lau giày. Đây các bác này, đấy ví dụ những cái đôi giày đôi dép của bác đi ngoài trời nó bẩn này. Đấy các bác theo. Mình về mình sử dụng cái giấy này các bác lau đi cho em. Đó. Đấy, bóng đẹp luôn nhá. Các bác không phải giặt nữa, giày mà mình giặt nhiều nó sẽ hỏng. Đấy, rất là tiện dụng luôn. Về mình chuyên để lau giày, mọi lau dép rất là ok. Giống một cái gói giấy ướt bình thường không? Nhưng thật ra đây là chiếc giấy ướt thần kỳ để lau giày các bạn ạ. Đối với mình thì đây là một cái phát minh cấp tiến của nhân loại dành cho những người lười như mình đây. Chỉ việc lấy giấy ướt ra xong rồi lau cái đôi giày thôi, thế là nó có cái lớp bọt như này này, là do cái dung dịch tẩm ở trong đấy đấy. Xong rồi mình lấy một cái khăn khô mềm để mình lau lại để cho nó khô đi. Kể từ khi mà mình biết được cái giấy ướt lau giày này
kiểu cuộc đời của mình bước sang một trang mới luôn các bạn. Nên cho em là giấy lau giày nha, giá của nó sẽ là 20.000 bịch và 3 bịch sẽ là 50.000. Tiếp theo thì bên shop lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn thần tài nhá. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Lô thì nó sẽ về theo lô, có lô thì màu đỏ, có lô thì màu xanh nhá, có lô màu đỏ, có lô màu xanh. Và các bác chỉ cần là đẩy cái công tắc này lên này. Ở đây nó sẽ có cái công tắc nha, các bác đẩy cho cái công tắc này lên, sau đó thì vỗ nhẹ là đèn nó sẽ lên nhá. Đấy. Vỗ nhẹ đèn sẽ lên. Đây các bác đẩy cái nắp này vào cho em này, nó sẽ là một cái con đèn như này rất là đẹp. Đấy, gọi là đèn thần tài nhá, rất là đẹp luôn. Đó, đẩy công tắc lên. Để em tắc lên sau đó các bác vỗ này nó sẽ lên nhá. Đấy, vỗ này nó sẽ lên các bác. Đấy, thì rất là tiện nhá. Và đây nó sẽ có chiếc app để các bác điều chỉnh cái độ sáng tối nhá. Đó, thì con nào hết pin về nhà các bác sạc pin vào cho em. Đấy, có những con nó hết pin nhá. Giá sẽ là 60.000, lên mã cho em là đèn thần tài nhá, đèn thần tài. 60.000 cho một con đèn thần tài như này. Này thì rất là tiện để các bác sử dụng để trên ban thờ này hoặc là trang trí để co cũng được. Đấy, đây. Các bác chỉ cần vỗ này nó lên các bác này. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy các bác nhá. Đấy, vỗ này nó sẽ lên này và có điều chỉnh chiết áp tăng giảm lượng sáng nhá. Đấy các bác này, rất là đẹp luôn. Đó. Ở đây nó sẽ bằng bóng LED và bên trong nó sẽ là một quả pin 18650. Chạm này nó lên này, chạm nó tắt này, chạm nó lên này. Nhưng lưu ý các bác là khi mà muốn bật tắt thì các bác phải có cái công tắc này lên đã này. Cái đèn đỏ này sẽ lên này và các bác chỉ cần chạm này nó lên thôi. Đấy các bác thấy không? Rất là đẹp luôn nhá. Tắt này, lên này, tắt này. Các bác cứ vỗ này nó sẽ lên, vỗ này nó tắt này. Đấy. Và có điều chỉnh chiết áp nhá, có tăng giảm lượng sáng cho bác này. Đấy, cho tối hẳn này, sáng lên này. Đấy, tùy theo nhu cầu mục đích của các bác. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn thần tài nhá, đèn thần tài. Giá của nó sẽ là 60.000 cho một em đèn thần tài như này, rất là đẹp luôn. Đó, đèn thần tài này. Đèn thần tài. Công suất của nó là 0.4W nhá, đèn thần tài. Giá của nó sẽ là 60.000 nhá, 60.000. Đó, có màu đỏ, màu xanh tùy theo lô. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia. Các bác lên cho em là túi thả bồn cầu nhá. Một túi này sẽ là 10 viên màu xanh như này các bác này. Đấy, và giá thì chỉ có 15.000 thôi. Con này thì nó sẽ là một cái dạng nước màu xanh nhá. Khi nó ra nước nó sẽ là màu xanh. Thì công dụng của nó thì nó rất là đa di năng luôn. Đấy, thì công dụng của nó, các bác lên cho em là túi thả bồn cầu nhá. Túi thả bồn cầu này. Túi thả bồn cầu. Đấy, và sẽ là 15.000 trên một túi nhá. Thì công dụng của nó thứ nhất là tẩy. Thứ nhất là tẩy sạch này. Đấy, tẩy sạch cặn bám này. Tẩy sạch cặn bám này. Thứ hai là thơm này. Đấy, thứ hai là thơm nhá. Và thứ ba là diệt khuẩn nhá. Đấy, diệt khuẩn. Tẩy sạch cặn bám, thơm và diệt khuẩn. Giá thì chỉ là 15.000 trên một bịch, bao gồm là 10 gói nhá. Mỗi tháng các bác cứ cho vào cho em một gói và cái bệt nhà vệ sinh ấy là xong. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái keo dán tôn nhá. Các bác lên cho em là keo dán tôn này. Đấy, lên cho em là keo 10 nhá. Lên cho em là keo 10. Giá của nó sẽ là bản 10 sen mà. Giá của nó sẽ là 40.000 nhá. 40.000 trên một bịch keo 10 như này. Lại phải xem màu à. 40.000 trên một bịch như này các bác này. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 40.000 cho một cuộn như này. Đấy, bản của nó là 10 sen và khoảng 5 mét nhá. 10 sen và chiều dài khoảng 5 mét. Lên cho em là keo dán tôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho bác xem luôn. Đây các bác nhá, test trực tiếp trên cái ống nước luôn này. Đấy. Hoặc các bác có thể dán trên các cái bề mặt như là mái tôn này hoặc là các cái phần tường bị thấm rột này. Đấy các bác thấy không? Đây. Đấy, khi bóc ra nó còn không bóc ra được luôn thì không bao giờ nước nó vào được các bác nhá. Đó. Dán rất là chắc luôn. Đấy. Đấy. Đấy, ví dụ như cái phần nước này các bác có thể dán trực tiếp trên ống nước này luôn nhá. Đấy. Tịt luôn các bác này. Đấy, thấy không? Rất là tiện. Lên cho em là keo dán tôn nhá hoặc là keo 10 nhá, keo 10. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 cho một cuộn keo 10 như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái cân 5 nhá, cân 5. Con này thì nó sẽ là cân của Nhật. Các bác lên cho em là cân 5. Cái này thì nó sẽ không có pin đâu nhá. Về nhà các bác tự mua pin mình cho vào thôi. Lắp pin vào đây cho em này. Đấy. Cân được 5 cân và có chức năng trừ bì luôn. Con này thì các bác lên cho em là cân 5 nhá. Giá của nó sẽ là 50.000. Đấy, lên cho em là cân 5. Con này thì nó sẽ cân được 5kg và giá sẽ là 50.000 nhá. Đấy, cân 5kg và giá sẽ là 50.000. Đấy, lên cho em là cân 5. Cân được 5 cân và giá sẽ là 50.000. Đó, giá rất tốt cho bác luôn rồi, ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó thì em sẽ lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ nồi 6 món hàng của thương hiệu Đức các nhá. Hàng đến từ thị trường Đức các bác này. Đấy, hàng đến từ Đức đây. Đấy, design in Germany các bác nhá. Đấy, design in Germany, hàng của Đức rất chất lượng cho bác luôn, Germany nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Một bộ này của nó bao gồm là 6 cái nhá. Đây. Đấy các bác xem này. Đó.
design in Germany không này. Đó, in Germany hàng của Đức. Bộ này bao gồm là 6 món này, 1 2 3 4 5 6 món. Bao gồm có cho các bác là 5 cái nồi và một cái chảo. 5 cái nồi một chảo nhá. Giá thì đặt này hàng về cho bác cái giá sẽ là siêu tốt cho các bác luôn, siêu tốt cho các bác luôn thôi nhá. Đóng ngay cái cửa Phương ơi. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món nhá. Đấy, bộ nồi này. Đó. Bộ nồi Đức này. Đó, bộ nồi Đức 6 món nhá, 6 món. Đấy. Thì bên em có hai hình thức bán hàng nhá. Một là chuyển khoản hết, hai là nhận hàng thanh toán. Thì cái này nó là hàng dễ vỡ cho nên bên em vẫn là yêu cầu là phải cọc nhá. Đấy. Yêu cầu các bác là cọc trước 200 này. Đấy. Cọc trước 200. Đấy, cọc trước 200k. Thì giá bên em sẽ gửi tới các bác đang bán là 900k. Đợt này xả cho bác giá còn là 750k nhá, 750k. Đó. 750k cho một bộ nồi như này. Đó, bao gồm là 6 món. Đấy, 6 món mà 750.000 bao ship. Tính ra là mất 50.000 để ship rồi, còn gọi lại còn là 700. Còn là 700 mà 700 thì các bác chia cho 6 món thì mất có hơn 100.000 một tí một món. Phương nghe gì chưa? Đóng anh cửa tí. Đấy, còn nếu mà các bác chuyển khoản hết nhá. Đấy, các bác cọc trước cho em 200, còn chuyển khoản hết thì giá sẽ là chuyển khoản hết. Đấy, chuyển khoản hết thì giá của nó sẽ là 700k nhá. Tính cho các bác tròn 700k và bao ship luôn. Đấy, tức là các bác chỉ cần là chuyển cho em 700.000 là xong. Còn lại là các bác nhận hàng thôi. Đó, ok. Rồi em sẽ đi vào giới thiệu sản phẩm. Đấy là cái giá nhá. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món này, cọc trước 200k này. Đấy, giá từ 900 còn 750.000 này, chuyển khoản hết thì chuyển cho em 700 là xong. Đó. Nó sẽ có cho các bác là tất cả đều là bằng đấy, vung nắp thì bằng kính cường lực hết nhá. Vung nắp bằng kính cường lực hết, hàng cực kỳ dày dẫn mà chắc chắn cho các bác luôn. Đấy. Nồi nào vung đấy thôi nhá. Nồi nào vung đấy. Như vậy là nó sẽ có cho các bác là 5 cái nồi, 5 cái vung và một cái chảo cũng có vung luôn. Đấy. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái nồi đầu tiên là cái 2 lít này. Đấy, con này sẽ là 2 lít nhá. Con này dung tích của nó là 2 lít này. Hàng đế 5 lớp cực kỳ dày dặn chắc chắn luôn. Đấy. Đế 5 lớp rất dày dặn chắc chắn luôn. Các bác nghe cái tiếng kêu của nó là các bác biết rồi. Đấy. Chữ in chìm trực tiếp con này. Đấy, chữ in chìm trực tiếp trên đế như này con này. Đó. Con này thì nó sẽ có 5 lớp nhá. Các bác đun được bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại, bếp halogen. Hàng sáng bóng luôn, các bác nhìn thấy cả em trên nồi luôn các bác này. Đó. Con này thì dung tích của nó là 2 lít nhá. 2 lít thì nó sẽ có hai con, một con là quay vuông và một con là quay lệch nhá. Đấy. Một con quay vuông, một con quay lệch như này các bác này. Đấy. 2 lít sẽ có hai con, một con quay vuông và một con quay lệch như này. Con này thì các bác có thể chế đồ ăn sáng các thứ, ví dụ như là nước dùng, nước giếng rất là ok. Quay vuông viết cực kỳ chắc chắn luôn, đế 5 lớp đẹp sáng bóng nhá, đẹp sáng bóng cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì là sẽ có cho các bác là một cái nồi này của nó sẽ là dung tích của nó sẽ là đi con này dung tích của nó sẽ là 3 lít các bác nhá. Dung tích của nó là 3 lít. Đây, có định mức hết các bác này. Đấy. Có đánh dấu định mức hết cho bác luôn. Con này dung tích của nó sẽ là 3 lít nhá. Đấy, 3 lít. Đây. Dung tích của nó là 3 lít các bác này. Đó. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đế con luôn các nhá. 3 lít này. Đó, tiếp theo thì đến cho các bác một con nữa. Con này thì dung tích của nó sẽ là con này dung tích của nó sẽ là 4 lít các bác này. Đấy, 4 lít này. Hàng cực kỳ đẹp luôn các bạn. Hàng này rất đẹp, rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Tiếp theo đến cho các bác là một con chảo này. Đấy, một con chảo đây. Tất cả đều có vung nhá. Nồi nào đi với vung đấy nhá các bác nhá. Đấy, nó gọi là nồi nào vung đấy, nồi nào vung đấy. Kể cả chảo cũng có vung luôn. Đó, chảo cũng có vung cho các bác luôn. Cho nên là các bác yên tâm sử dụng nhá. Đây. Và con cuối cùng là con to nhất thì nó sẽ là con 5 lít nhá. Đấy. Con 5 lít. Đây, hàng của Đức cơ này. Đấy. Tem mác các thứ đàng hoàng nhá. Đấy, kích thước của nó đây. Đấy. Kích thước đầy đủ các bác luôn. Con này thì sẽ là con 5 lít nhá, 5 lít. Con này thì khá là to luôn. Đấy, các bác có thể dùng để xào, nấu rồi luộc gà, luộc vịt. Con này qua kiếp các thứ cực kỳ là ngon nhá. Đó. Và đến với con chảo này. Đấy. Con chảo này thì chảo này thì nó sẽ là đường kính là 28 cm. Hàng siêu chống dính cho bác luôn. Hàng tráng đá dập vân bi nhá, tráng đá dập vân bi siêu chống dính cho bác luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp nhất trên thị trường hiện nay rồi. Đấy. Đế 5 lớp siêu dày luôn, giữ nhiệt tốt nhá. Đế 5 lớp siêu dày giữ nhiệt tốt. Đây, logo của hãng này. Đó. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Giá thì chỉ có 700.000 thôi. Nếu như bác nào chuyển khoản hết thì giá sẽ là 700.000. 700k cho một cái bộ nồi như này. Đấy, cho một cái combo như này. Thì đây nó sẽ có cho bao gồm cho các bác là em sẽ đi lại hết lượt cho các bác luôn. Đấy,
combo. Combo thì sẽ có cho các bác, đầu tiên là bây giờ thì sẽ đi từ to đến nhỏ các bác nhé. Từ to đến nhỏ thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là hai con song to này. Đấy, một con to này. Đấy, con này thì cũng vung viếc đàng hoàng các bác nhá. Đấy, vung viếc đàng hoàng đây. Vung của nó đây các bác này. Con này là 5 lít nhá. Đấy, con này 5 lít này. Đấy. Tiếp theo đến một cái chảo này. Đấy, chảo đây các bác này. Đấy, chảo đây. Chảo này thì dung tích này của nó sẽ là đường kính là 28 cm nhá. Đấy, một con chảo này. Tiếp theo đến một con này là con này dung tích của nó sẽ là 4 lít. Tất cả đều có vung hết nhá. 4 lít này. Sau đó tiếp theo đến con này là con 3 lít này. Hàng đẹp tuyệt vời, sáng bóng ngon lành cả nhà cho bác luôn, 3 lít này. Đó. Thi thoảng có những con nó vận chuyển từ nước ngoài về thì nó có những cái dấu hiệu là chảy sức nhẹ thì các bác cũng thông cảm thôi. Tiếp theo là con này 2 lít này. 2 lít thì nó sẽ có là một con quay vuông và một con quay lệch này. Đó, 2 lít này. Đó, đây. Là combo cho các bác là 6 món như này nhá. Đấy, đây combo cho các bác này. 6 món các bác này. Đó, đầy đủ combo cho các bác 6 món như này luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Đó. Các số hotline bên em các bác có thể liên hệ nhé. Hôm nay thì em lên cho bác đầu tiên đó là các cái mã đồng hồ nhé. Mã đồng hồ thì nó sẽ là đồng hồ của Nhật và một số cái mã đồng hồ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Thì đầu tiên em lên cho bác đó là cái con đồng hồ Casio nhé. Casio. Đấy, hàng của thương hiệu Casio này. Đấy. Con này thì nó sẽ là hàng của Nhật, Japan các bác này. Và con này của nó thì nó sẽ có cho các bác là một cái vừa là đồng hồ kim, vừa là đồng hồ điện tử luôn. Đấy, vừa đồng hồ kim, vừa đồng hồ điện tử như này. Và nó sẽ là hàng nội địa của Nhật đây, Made in Japan nhá. Đó, Made in Japan các bác này. Đấy, đồng hồ Casio Made in Japan. Hàng này thì nó tương đối là nhỏ xinh và các bác dùng con này thì nó rất là đã luôn. Đấy, nhỏ xinh và tiện dụng. Đấy, các bác chỉ cần là tháo cái lẫy này ra cho em này, tháo cái lẫy này ra này. Đấy. Là mình đeo được thôi, nó rất là tiện dụng nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Con này thì bên shop đang bán cho bác với giá đó là 190.000 nhá, 190.000. Đấy các bác này, đấy 190.000. Và đợt này thì về cho bác cái giá cực kỳ là tốt cho bác luôn. Đấy, giá rất là tốt nhá, chỉ còn cho bác là 170.000 cho một con đồng hồ Casio như này nhá. Hàng Made in Japan các bác này. Made in Japan. Đó. Con này thì các bác đeo tay cực kỳ là ngon luôn đây các bác này. Đấy, đeo rất là ngon. Vừa nhỏ xinh, vừa là đồng hồ số, vừa là đồng hồ điện tử luôn. Lên mã cho em là đồng hồ Casio nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 170.000 thôi. Đấy, giá thanh lý cho bác, giá tốt cho một con đồng hồ Casio Made in Japan như này. Giá chỉ có 170.000 thôi nhá. Đó. Lên mã giúp cho em là đồng hồ Casio này. Đó. Đồng hồ Casio nhá, Casio. Giá sẽ là 170k nhá. 170.000 cho con đồng hồ Casio như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã đồng hồ đó là đồng hồ SK nhá. SK, hàng của thương hiệu Orin và tên mã của nó là đồng hồ SK này. Đấy, đồng hồ SK. Đây là đồng hồ đang chạy bình thường nhá. Đấy, SK Morin này. Mặt rất là đẹp luôn và đây thì nó sẽ có cho các bác cái xoay kiểu là để đảo múi giờ như này các bác này. Đấy, rất là đẹp nhá. Hàng thì nó có của nó là sẽ là hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Orin SK nhá. Lên mã giúp cho em là đồng hồ SK. Con này thì giá sẽ là 260.000 cho một con đồng hồ SK như này. Đấy, rất đẹp không nhá. Con này các bác đeo vào tay thì nó rất là xinh luôn. Đấy, rất xinh. Hàm hố đẹp không nhá. Lên cho em là đồng hồ SK. Giá sẽ là 260.000. Đồng hồ SK này. Đấy, các bác lên cho em là đồng hồ SK. Giá sẽ là 260k nhá. 260.000 cho một con đồng hồ SK như này. Lên cho em là đồng hồ SK nhá. Đồng hồ SK giá sẽ là 260.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã đồng hồ Rolex nhá. Đồng hồ Rolex. Con này thì nó sẽ là đồng hồ Rolex. Mặt của nó có đính đá này. Mặt đính đá. Đấy, và cái này của nó cũng có đính đá này các bác này. Đấy, có đính đá như này các bác nhá. Rất là đẹp luôn. Đó, đồng hồ Rolex mặt đính đá và số của nó cũng đính đá rất là đẹp luôn nhá. Mặt đính đá, số đính đá như này rất là đẹp này. Đấy, và có cả lịch nhá, có cả lịch cho các bác luôn. Đấy, và dòng này của nó thì nó cũng là dòng chạy bằng pin nhá, chạy bằng pin. Và giá thì con này bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 300.000. 300.000. Các bác lên cho em là đồng hồ Rolex nhá. Đồng hồ Rolex giá sẽ là 300k và cũng bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Đồng hồ này thì nó sẽ là chạy bằng pin thôi nhá. Đấy. Mặt của nó này, đấy có tem tiếc chống hàng giả riết tất cho các bác luôn nhá. Hàng rất chất lượng cho bác luôn. Con này đeo lên thì cực kỳ là nịnh tay luôn. Rất là đẹp, sáng tay và nịnh tay nhá. Lên cho em là đồng hồ Rolex, giá sẽ là 300.000. Đó. Các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ Rolex này. Đồng hồ Rolex nhá, giá của nó sẽ là
300k nhá. 300k cho con đồng hồ Rolex như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mã đồng hồ, đó là đồng hồ Longines nhá, đồng hồ Longines. Đấy. Hàng cũng là hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Đồng hồ Longines của Nhật như này. Và con này của nó thì mặt to, số to, rõ đẹp sáng luôn nhá. Và có rất là nhiều các cái múi giờ luôn nhá, giờ của London này rồi của Moscow này. Đấy, rất nhiều múi giờ khác nhau. Đấy, rất là đẹp các bác này. Đấy, mặt trắng sáng đẹp. Đấy, và đồng hồ của nó cũng là đồng hồ chạy pin nhá, hàng của thương hiệu Longines của Nhật nhá, hàng thương hiệu Longines của Nhật. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là đồng hồ Longines. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 250.000, 250.000 cho một con đồng hồ Longines như này. Các bác lên cho em là đồng hồ Longines, giá sẽ là 250k. Đó, đồng hồ Longines này. Longines giá của nó sẽ là 250k nhá. 250k cho một con đồng hồ Longines như này. Tiếp theo thì hôm nay bên shop mà có một cái bộ khẩu này, đấy, thanh lý cho các bác giá cực kỳ là tốt luôn. Đó, đây nó sẽ là một cái bộ khẩu như này nhá. Và thanh lý cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Hàng này thì nó không có lỗi lầm gì cả, nó chỉ bị mất cái vỏ thôi. Cho nên là thanh lý cho các bác cái giá chỉ có cho em đang bán là 160.000. Thanh lý nốt cho các bác cái giá chỉ có 100.000 cho một cái bộ khẩu như này thôi nhá. Giá của nó sẽ là 100k. Đấy, qua lên cho em là bộ khẩu 12, bộ khẩu 12 chi tiết nhá. 12 chi tiết giá sẽ là 100.000. Bộ này là bộ thanh lý nhá, còn bộ thường của nó em đang bán là 160.000 cơ. Còn bộ này là bộ thanh lý mất vỏ cho nên là giá chỉ có cho các bác là 100k thôi. 100k cho mấy cái bộ khẩu thanh lý như này các bác nhá. Đấy. Giá sẽ là bộ khẩu thanh lý, giá sẽ là 100.000 các bác này, 100.000 cho bộ khẩu thanh lý như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái quạt cổ nhá, quạt cổ thì cũng hết mùa hè rồi cho nên là em cũng bán thanh lý cho bác luôn cái quạt cổ này nhá. Giá thì cực kỳ là tốt cho bác luôn. Đấy. Con này em đang bán là 90.000. 90 đúng không nhỉ? Đang bán là 90.000 nhá, còn 3-4 chiếc nữa. Em thanh lý nốt cho bác với giá đó là 60.000 nhá. 60.000 cho một cái quạt cổ như này thôi. Thì các bác về các bác bật công tắc đây. Công tắc này các bác bật lên này, nó sẽ có mấy chế độ mát đấy, các bác đeo vào cổ của mình đấy. Thì nó sẽ giúp cho các bác làm mát rất là tốt luôn. Đó. Đây mã duy em là quạt cổ nhá. Con này thì bên em thanh lý nốt cho bác với giá đó là 50.000. À là thanh lý 60.000 nhá, em đang bán là 90.000, thanh lý nốt cho bác giá 60.000. Em còn 3 chiếc nữa thôi. Đấy, cái này thì còn 3 chiếc nữa. Lên cho em là quạt cổ nhá. Đó, quạt cổ thanh lý cho bác giá là 60k nhá. 60.000 cho một con quạt cổ như này. Tiếp theo thì bên shop cũng còn một ít cái quạt trắng nhá, quạt trắng. Con này em đang bán là 180.000. Đấy, các bác lên cho em là quạt trắng nhá. Con này đang bán là 180.000. Con này nó cũng là hàng chạy pin nhá và có kèm một cáp sạc, hàng chạy pin như này. Đấy, và nó cũng có 3 số nhá, 123. Đấy thì nó cũng hết mùa hè rồi. Thì em cũng xả kho thanh lý nốt cho bác 100.000 cho một con quạt trắng như này nhá, quạt trắng như này. Giá chỉ còn 100.000 thôi. Đang bán là 180.000 nhá. Thanh lý cho nốt cho bác là 100. Em cũng còn có 3 con nữa thôi nhá. Còn có 3 con nữa thôi. Có kèm cho các bác cáp sạc luôn. Đấy, thanh lý nốt cho các bác giá sẽ là 100.000 nhá. Lên cho em là quạt trắng đang bán là 180.000 đấy. Đợt này về cho bác giá chỉ còn là 100k nhá. 100k cho một con quạt trắng như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái vòng trầm điều hòa huyết áp nhá. Các bác lên cho em là vòng trầm điều hòa huyết áp. Hàng này thì được nhập khẩu và phân phối bởi công ty trầm hương cao cấp Tống Gia nhá. Hàng này thì bên Nhật của nó đang bán là tới 1.800.000 ở bên Nhật nhá. Và hôm nay thì bên shop sẽ thanh lý cho bác giá chỉ còn 50k thôi. 50k cho một chiếc vòng trầm như này. Hàng của nó thì nó sẽ là bằng trầm gỗ tự nhiên nhá. Hàng sẽ là bằng trầm gỗ tự nhiên cực kỳ là thơm luôn. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu, giúp cho các bác là điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông. Bên Nhật nó đang bán là 1.800.000. Đấy. Và con này của nó thì nó sẽ là đựng trong cái hộp như này rất là đẹp nhá. Các bác lên cho em là vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp này, vòng trầm gỗ nhá. Vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp giá sẽ là 50k nhá. 50.000 cho một chiếc thôi, chỉ có 50.000 cho một chiếc vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp như này thôi. Giá rất là tốt cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái dây điện nhá. Thì các bác lên mã giúp em là dây điện vàng. Con này thì dây của nó sẽ là 1.5 và chiều dài của nó sẽ từ khoảng 25 đến 30 mét nhá, chiều dài từ 25 đến 30 mét. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây, dài từ 25 đến 30 mét và dây 1.5, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 190.000 nhá, 190.000 thôi. Lên mã giúp em là dây điện vàng nhá, giá sẽ là 190.000. Hàng ổ đúc liền như này các bác này. Đấy, ổ đúc liền như này nhá. Đấy, rất là tiện dụng luôn. Đấy, một dây một ổ, ổ đúc liền nhá, và dây lõi đồng nhá, dây lõi đồng ổ đúc liền như này rất là tiện dụng cho các bác sử dụng này. Dây dài từ 25 đến 30 mét nhá. Hàng về tùy theo lô. Có lô thì 25, có lô thì 27, có lô thì 30.
Đấy thì dây dài từ 25 đến 30 mét và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 190.000 nhá, 190.000. Các bác lên cho em là dây điện vàng 1.5, giá sẽ là 190.000. Đó. Dây điện vàng này. Dây điện vàng 1,5 ly nhá, giá sẽ là 190k. Đấy và chiều dài của nó thì sẽ là từ 25 đến 30 mét nhá, 25 đến 30 mét. Nó tùy theo lô nhá, dài từ 25 đến 30 mét. Ngoài ra thì bên shop có về cho bác cái dây điện xanh này. Dây xanh này thì nó sẽ là dây 2.5. Và dây này thì nó là dòng dây cao cấp rồi. Và con này thì nó sẽ là dòng đủ mét nhá. 5 mét là 5 và 10 là 10 và 30 là 30 nhá. Nó sẽ là hàng đủ mét cho các bác luôn. Đấy, dây của nó thì nó sẽ là dây của Nhật đây, Japan này. Đó, Japan dây của Nhật, dây 2.5. Lõi của nó sẽ là hàng dây đúc liền hết như này. Dây đúc liền như này các bác nhá. Dây 2.5 của Nhật, FA 2.5 đây, Japan con này. Đấy. Japan CU là đồng nhá và dây của nó sẽ là FA 2.5 nhá. Dây 2.5. Và cái giá của nó thì nó sẽ đắt hơn một chút nhưng mà nó cũng hợp lý thôi các bác nhá. Đấy, đắt hơn nhưng mà nó cũng hợp lý cho các bác sử dụng thôi. Và nó sẽ là như sau. Đấy thì bên shop có cho các bác là dòng dây này nó rất là mềm. Đấy, dây này của nó rất là mềm luôn và chịu tải tốt nhá. Dây mềm chịu tải tốt. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là dây xanh nhá. Đấy lên cho em là dây xanh này. Dây xanh thì bên shop có cho các bác là dòng 5m. 5m thì nó sẽ là 220.000. 10m thì sẽ là 330k. Và 30m thì giá của nó sẽ là 650.000 nhá. Dòng này thì nó sẽ là dòng đủ mét cho các bác nhá. Đủ mét cho các bác. Và giá thì nó cũng cao hơn một chút nhưng mà nó sẽ là dòng dây 2.5 các bác. Nó sẽ rất là chất lượng. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác một cái mã số mã đồ vặt này. Đấy thì các bác lên mã giúp cho em đó là cái đánh cốc nhá. Đánh cốc con này thì giá của nó sẽ là 10.000 nhá. 10.000 cho một cái đánh cốc như này. Thì các bác dùng để mình cọ cốc này, cọ nồi, cọ rửa các cái phần mà nhỏ đấy nhá. Đánh kỳ cọ các cái cốc, cái ly nhỏ thì các bác dùng cái này cho em, nó rất là tiện, nó thò vào nó đánh được. Và nó bằng cao su mềm cho nên là nó cọ, nó cái độ ma sát tốt và nó rất là sạch. Lên mã giúp cho em là đánh cốc. Con này thì đưa xem nào. Không sập xuống được à? Các bác lên cho em là đánh cốc nhá. Đánh cốc giá của nó sẽ là 10k cho một cái đánh cốc như này. Đấy, lên cho em là đánh cốc này. Đó. Đánh cốc giá của nó sẽ là 10k nhá. 10.000 cho một cái đánh cốc như này các bác này. Đấy. Giá của nó sẽ là 10.000, 10.000 chiếc các bác nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác đó là cái chiếu hết rồi báo đi. Cái lọ tăm thông minh nhá. Đấy các bác lên cho em là hộp tăm thông minh. Thì hộp tăm này nó sẽ là bằng nhựa nhá. Đấy. Hộp tăm thông minh nhá. Đấy, ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái hộp tăm như này các bác này. Khi các bác bỏ tăm vào đây thì mình chỉ cần nhấp cái lẫy này là tăm nó sẽ tự đẩy lên. Đấy, tăm nó sẽ tự đẩy lên cái lỗ này. Lên cho em là hộp tăm thông minh nhá. Hộp này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 15.000 trong cái hộp tăm thông minh như này nhá. Và mua từ 3 cái thì bên em sẽ tính cho bác giá là 40.000. Lên cho em là hộp tăm thông minh nhá. Hộp tăm thông minh này. Đấy. Lên cho em là hộp tăm thông minh. Hộp tăm thông minh giá của nó sẽ là 15k một chiếc nhá. 15.000 cho một chiếc hộp tăm thông minh như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái tăm bông nhá các bác nhá. Tăm bông, một bịch này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 200 chiếc các bác. Đấy, một hộp này của nó là 200 chiếc luôn. Tha hồ thoải mái cho bác sử dụng nhá. Một hộp này là 200 chiếc. Hàng của Nhật nhá, nó sẽ là tăm bông diệt khuẩn nhá. Hàng này nó sẽ là hàng diệt khuẩn dùng thì cực kỳ là tốt và an toàn cho các bác luôn. Đấy, hàng nguyên đai nguyên kiện niêm phong như này. Đấy và nó đã diệt khuẩn rồi, cực kỳ là an toàn cho các bác nhá. Đấy, tăm bông diệt khuẩn như này. Các bác lên cho em là tăm bông nhá. Một hộp này của nó thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 20.000. 20.000 hộp này à? 20k cho một hộp tăm bông như này nhá. Các bác lên cho em là tăm bông này. Đó. Tăm bông nhá, một hộp này của nó sẽ là 20k nhá. Đấy, lên cho em là tăm bông. Giá sẽ là 20.000 cho một hộp này bao gồm cho bác là 200 cái nhá. 200 cái. Và giá thì chỉ có 20k thôi. 20.000 cho một hộp 200 cái như này theo các bác dùng. Dòng này của nó thì nó sẽ là bằng nhựa nhá, bằng nhựa như này khi các bác dùng không sợ nó bị gãy, nó rơi vào trong tai nhá. Đấy, nó không gãy được, nó chỉ có mềm ỉu đi như này thôi. Đó, và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 20.000 một hộp như này cho 200 chiếc luôn. 20.000 một hộp 200 chiếc, dùng rất là rẻ và các bác nên mua. Con này thì rất là tiện, sạch sẽ, đã được vệ sinh rồi nhá. Đã vệ sinh diệt khuẩn. Đấy, khử khuẩn cực kỳ là an toàn luôn, rất an toàn nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái máy sấy tóc, hàng của thương hiệu Philips nhá. Hàng thương hiệu Philips, công suất của nó sẽ là 3.000W. Con này thì dùng cực kỳ là khỏe luôn, công suất là 3.000W rất là khỏe luôn.
Và giá thì con này bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000. Hàng của thương hiệu Philips, rất là đẹp, dày dẫn chắc chắn và bền bỉ nhá. Chắc chắn bền bỉ cho các bác này. Và giá thì rất là tốt cho bác luôn. Lên cho em là sấy tóc Philips nhá. Sấy tóc Philips, giá của nó sẽ là sấy tóc Philips này. Đó. Sấy tóc Philips, giá của nó sẽ là 130k, công suất của nó là 3000W luôn, 130.000. Đấy, giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái bếp từ hàng của thương hiệu Philips các bác nhá. Bếp từ hàng của thương hiệu Philips. Lưu ý các bác là cái dòng bếp này thì nó sẽ có tặng kèm một cái nồi, nhưng cái nồi của nó rất là mỏng nhá. Cho nên là khi các bác nhận hàng thì nó bẹp các bác cũng phải lấy thôi. Đấy, nói chung là bẹp cũng phải lấy tại vì nó là hàng tặng. Cho nên là bên em không có bảo hành cái nồi này đâu. Đấy, không có bảo hành cũng không có đổi trả gì đâu các bác nhá. Đấy, tại vì cái nồi này nó sẽ là hàng tặng kèm thôi, cho nên là các bác thông cảm. Thì một con bếp từ như này giá sẽ là 470.000, bao ship đến tận nhà. Và bên em có tặng kèm một cái nồi nhá, tặng kèm một cái nồi như này, thì cái nồi này là hàng tặng cho nên là nó có bọc bẹp thì các bác cũng thông cảm thôi. Đấy, nói thẳng các bác luôn là nồi bẹp. Ok. Đấy, bên em chỉ có bán bếp thôi. Còn cái nồi này nó bẹp các bác cũng thông cảm thôi. Đấy, thì nó sẽ là một con bếp từ như này. Bình ơi, dòng điện cho anh Thị. Thôi không cần đâu. Không. Đấy, thì con này nó sẽ sử dụng điện 220V nhá. Hàng của thương hiệu Philips và sản xuất ở Thái Lan nhá. Đấy, hàng Philips và sản xuất ở Thái Lan con này. Đây. Đấy. Đây, made in Thái Lan con nhá. Made in Thái Lan. Hàng của thương hiệu Philips sản xuất ở Thái Lan. Và ở đây thì nó sẽ là một con bếp như này và cầm cái ổ điện này đi Minh. Đấy, và đây thì em sẽ cắm điện thử cho các bác xem nhé. Lưu ý các bác là khi các bác cắm điện sử dụng ấy thì các bác bật nút nguồn cho em này. Sau đó thì mình sẽ nhấp tay vào cái phần mở khóa này. Thì các bác đây lôi cái ổ trắng ra xong. Đấy, thì mới mở được các bác nhá. Đó, lưu ý các bác vậy để các bác biết lối mình sử dụng. Đây, bỏ cả cái con đây, sẻ mạnh thế. Bỏ cả con máy xay khô này. Các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em này. Cắm trực tiếp điện 220 cho em. Đó. Cái lối đi. Đấy, các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em nhá. Đấy, khi các bác sử dụng thì các bác nhấn cái nút nguồn này lên này. Đấy, sau đó các bác nhấn cái nút tay này đấy. Nhấn cái nút tay này thì các bác mới tăng số lên được nhá. Tăng số lên được. Và lưu ý các bác là khi đun thì mình phải cho nồi vào nhá. Cho nồi vào và cho nhiều nước vào. Đấy, chứ các bác không cho nồi, không cho nước là nó không bắt từ là nó không nhảy đâu. Đấy, các bác bật nguồn này lên này. Sau đó các bác nhấn cái nút tay này. Đấy, nhấn cái nút tay này các bác này. Đây, ở đây nó sẽ có nút bàn tay này, các bác nhấn cái nút bàn tay này cho em này. Sau đó thì các bác nhấn cộng trừ ở đây nhá. Và lưu ý các bác là con này thì bắt buộc là mình phải cho nồi lên nhá. Đây, tăng giảm các bác này. Đấy, tăng giảm ở đây nhá. Tăng giảm ở đây. Đó, và nhấn cái nút tay này thì nó mới mở khóa được nhá. Đấy, tắt đi này. Đấy, con này nó sẽ là hàng cảm ứng nhá, hàng cảm ứng, cho nên là các bác dùng thì mình chỉ nhấn cảm ứng như này thôi, chứ không phải là các bác cứ giữ đặt lì lên như này được này, sau đó nhấn nút tay này. Đấy, và chọn chế độ này, các chế độ ở đây nhá. Đấy, có các chế độ ở đây nữa. Đấy. Con này thì mặt của nó sẽ là mặt kính cường lực nhá, mặt kính cường lực cho các bác luôn. Đó. Mặt của nó sẽ là mặt kính cường lực các bạn, mặt kính cường lực như này. Đấy, bếp từ mặt kính cường lực. Đây, mặt kính cường lực dày 5 ly nhá, dày 5 ly. Đó, và bên trong của nó thì đây, cái phần bếp của nó 100% là bằng đồng hết này, bằng đồng đỏ au như này các bạn này. Đấy, bằng đồng đỏ au như này. Con này các bác dùng để ăn lẩu ăn liếc rất là ok luôn. Size của nó thì một chiều của nó sẽ là 20, một chiều của nó sẽ là 28 và một chiều của nó là 25 nhá, một chiều 28 và một chiều 25. Đó. Đây, chiều này khoảng 28 gì đấy các bác nhá. Đó. Đây, cái thông số của nó đây các bác này. Đây. Đấy, điện 220V nhá, một chiều là 339 nhá, một chiều 39, một chiều là 331 nhá, một chiều 39, gần 40 và một chiều là 31, dài là 39 và rộng là 31 nhá, điện 220V. Công suất của nó thì 2000W nhá, 2000W. Đun sôi cực kỳ là nhanh luôn. Các bác lên mã giúp cho em là bếp từ. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, lên cho em là bếp từ nhá. Giá của nó sẽ là 470k. Và bao sim tận nhà cho bác luôn, 470.000 bao sim tận nhà, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Còn lại là cái nồi này thì bên em là hàng tặng kèm, cho nên là hàng tặng kèm nhá, tặng kèm. Cho nên là cái này thì nó có bóp méo các thứ thì các bác cũng thông cảm thôi. Hàng tặng kèm nhá, cho nên là cái này thì bên em không có tính tiền, cho nên là nó có bóp méo các bác cũng hết sức thông cảm. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái phích đun sôi nhá. Các bác lên cho em là phích đun sôi. Con này thì dung tích của nó sẽ là 3 lít cả vỏ nhá, phích đun sôi. Dung tích của nó là 3 lít cả vỏ. Và giá thì bên shop đang ưu ái gửi tới cho các bác cái giá cực kỳ là hạt rẻ luôn. Chỉ có 180.000 cho một con phích đun sôi như này thôi. Con này thì bên shop đã bán cả 1.000 con luôn nhá. 1.000 con luôn. Hàng thì sẽ là của thương hiệu Cúc Cu, sử dụng điện 220V,
Đấy, 50Hz và 3 lít cả vỏ, 1300W nhá, 1300W. Thì con này của nó sẽ theo cái cơ chế là tự sôi và tự ngắt nhá. Đấy, thì ví dụ như là các bác muốn giữ sôi liên tục thì các bác cứ cắm trực tiếp điện 220 cho em này, cắm trực tiếp điện 220 này. Sau đó thì các bác để cái phích này lên này, để cái phích này lên, nó sẽ có đèn báo đỏ này các bác này. Đấy, và sôi nó sẽ tự ngắt. Đấy, các bác cứ để này thôi. Và để này là bắt đầu nó đã sập lẫy rồi, sập lẫy là đèn đã lên rồi và sôi nó sẽ tự ngắt nhá. Sôi nó sẽ tự ngắt. Thì các bác cứ để liên tục cũng được. Đây, cái phần kết nối này của nó đều bằng đồng hết này. Các bác có thể để liên tục, hoặc nếu muốn an toàn chống cháy nổ thì khi nào các bác cần sôi thì các bác đặt vào, còn khi nào đã sôi rồi các bác nên bỏ ra cho nó an toàn nhá. Đấy, khi nào cần sôi các bác lại đặt vào. Dung tích của nó sẽ là 3 lít cả vỏ các bác này, 3 lít cả vỏ đây. Bên trong của nó thì bằng inox 304 như này. Đấy, hàng của nó thì nó cũng là hàng giữ nóng giữ nhiệt cho các bác luôn. Đấy, nhưng mà giữ nhiệt của nó cũng là vừa phải thôi. Đấy, thì giữ nhiệt khi mà các bác để liên tục trên trên mai so như này nhá, còn khi mà các bác bỏ ra thì nó sẽ là giữ nhiệt tương đối thôi. Đó, dung tích của nó là 3 lít cả vỏ. Bên cho em là phích đun sôi, làm cho cái ấm hàn đây. Bên cho em là phích đun sôi nhá. Giá của nó thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là lên cho em là phích đun sôi này. Đấy. Phích đun sôi. Giá của nó sẽ là 180k. Và dung tích của nó sẽ là 3 lít cả vỏ nhá, 3 lít cả vỏ. Đấy, bên em lên rất là rõ ràng luôn nhá. Phích đun sôi 180.000 một cái thôi, và dung tích của nó là 3 lít cả vỏ nhá, 3 lít cả vỏ. Thì đây, các bác lên cho em là phích đun sôi, giá của nó sẽ là 3 lít cả vỏ như này. Rất là ngon lành cho bác luôn. Hàng về theo lô, có lô màu đỏ, có lô màu xanh, có lô màu sữa. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái ấm cũng hàng của thương hiệu Cúc Cu của Hàn Quốc nhá. Cũng của hàng của thương hiệu Cúc Cu của Hàn Quốc đây. Màu của nó thì sẽ là màu đỏ rất là đẹp như này. Đấy. Hàng thì nó sẽ là dung tích của nó là 2,5 lít, điện 220V, 1500W nhá. Đấy, điện 220V, 1500W. Và của nó thì bên trong bằng inox như này các bác này. Đấy, inox như này rất là đẹp cho các bác này. Đấy, hàng bằng inox này rất là đẹp luôn. Con này thì ưu điểm của nó là hàng chất lượng và giá tốt nhá. Và hàng to, hàng 2 lít rưỡi, hàng 2 lít rưỡi cho các bác luôn. 2,5 lít nhá, 2,5 lít. Hàng của thương hiệu Cúc Cu nhá, hàng thương hiệu Cúc Cu, 2,5 lít. Đây. Và giá thì bao nhiêu? Các bác lên cho em là ấm siêu tốc Hàn Quốc nhá. Đấy, ấm siêu tốc Hàn Quốc này, ấm siêu tốc Hàn Quốc nhá. Giá của nó sẽ là 130k thôi, 130.000. Cầm cho anh cái phích Đức vào đây, cái ấm siêu tốc Đức vào đây. 130.000, ấm siêu tốc Đức. 130.000 cho một con ấm siêu tốc Hàn Quốc như này nhá. Giá chỉ có 130.000 thôi. Giá này thì giá khá là hạt rẻ các bác, khá hạt rẻ cho các bác luôn. 130.000 cho một con ấm siêu tốc như này. Đấy, con này thì để đấy. Các bác cũng sử dụng điện 220 cho em. Đấy, cắm trực tiếp điện 220 đặt vào này. Đấy, bấm lấy là nó sẽ lên đèn các bác nhá. Đây nó sẽ có một cái đèn xanh nhưng mà nó sẽ không được rõ lắm đâu các bác này. Đây. Đấy, đây sẽ có một cái đèn xanh các bác này. Đây em tắt đi này. Đấy, bật lên nó sẽ có một cái đèn xanh này. Cái đèn này thì nó sẽ hơi bị mờ một chút đây các bác này, thấy nó nhấp nháy chưa? Đó, tắt đi này. Đấy, tắt đi nó hết này, bật lên nó nhấp nháy này. Đấy. Và giá thì chỉ có 130.000 thôi. Lên mã giúp cho em là ấm siêu tốc Hàn Quốc 130.000 một em. Giá khá tốt cho các bác luôn. Con này thì giá rất hợp lý cho bác rồi. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái ấm siêu tốc của Đức nhá. Con này thì nó sẽ là hàng thủy tinh. Và hàng này của nó thì ưu điểm của nó sẽ có cho các bác là lưới lọc luôn nhá. Đấy, nó sẽ có một cái lưới lọc như này các bác này. Đấy, có lưới lọc để bảo vệ. Thì cái lưới lọc này để các bác khi mà mình uống trà hoặc là pha các cái loại nước thì nó sẽ rất là tiện dụng. Hàng của Đức cho nên khác ngay các bác này. Nguyên những cái đế này của nó là kết nối bằng đồng hết và sẽ là bo inox như này nhá, bo inox như này. Và rất là đẹp luôn các bác này. Hàng của thương hiệu Mega House của Đức nhá. Đấy, của Đức. Giá thì rất hợp lý cho bác luôn. Điện 220V, công suất của nó sẽ là 2000W nhá và dung tích là 1,8 lít đây các bác này. Đó. Lên cho em là ấm siêu tốc Đức nhá. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác một cái lưới lọc như này các bác này. Một cái lưới lọc như này. Hàng rất là dày dẫn luôn, inox 304. Cái này thì các bác có thể cho trà, cho cà phê, cho ngũ cốc, cho các loại hạt vào đây. Hoặc là các cái loại nước, các bác uống cái nước gì, các bác pha cái gì thì cho vào đây cho em này. Sau đó thì mình đun lên là mình bê ra, mình uống trực tiếp luôn. Để các bác không cần phải rót ra, rót vào nữa, nó bất tiện. Coi như là một cái ấm siêu tốc và một cái bình đựng nước luôn. Bê ra bàn mình để uống bình thường nhá. Đấy, còn thích thì mình lại đặt vào đun. Thì nó rất là tiện. Thì các bác không cần phải đổ qua đổ lại nữa. Ví dụ các bác uống cái gì thì các bác cho vào cái lưới lọc này cho em. Sau đó thì mình đun xong là mình bê ra mình uống trực tiếp luôn, rót ra cốc uống luôn. Đấy, rất là tiện, rất đẹp này. Lên cho em là ấm siêu tốc Đức nhá. Đấy, siêu tốc Đức. Giá thì sẽ là 290.000. Đó, lên cho em là ấm siêu tốc Đức này. Đấy. Các bác lên cho em là ấm siêu tốc Đức nhá. Ấm siêu tốc của Đức, giá của nó sẽ là 290k nhá.
và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái con máy xay khô nhá. Các bác lên cho em là máy xay khô. Đấy, con này thì bên shop cũng bán rất là nhiều rồi, chỉ có 120.000 thôi. Con này cũng sử dụng điện 220V. Đây, các bác chỉ cần là ví dụ cho gạo, cho các loại hạt vào đây là các bác xay nha. Đấy. Đấy. Đây em cho gạo vào nhá, cho gạo vào em xay và nó ra mịn như này các bác này. Đấy, em cho gạo vào em xay nó ra mịn như này các bác này. Đấy, rất là ngon luôn. Thì các bác lên cho em là máy xay khô nhá. Con này thì các bác xay các cái loại, xay các cái loại hạt ngũ cốc ngũ kiếc đều ok hết nhá. Đấy. Thì các bác nhận được hàng thì nó sẽ là hàng nguyên đai nguyên kiện trong một cái hộp như này. Sử dụng điện 220V, công suất của nó là 250W nhá và dung tích của nó là 700ml nhá. Các bác có thể xay tiêu, xay điều, xay tương, xay các loại hạt ngũ cốc đều ok hết. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Lên mã giúp em là máy xay khô, giá sẽ là 120.000 nhá, 120k. Máy xay khô nhá. Máy xay khô. Giá sẽ là 120.000, 120.000 cho con máy xay khô này thôi. Rất là ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó thì em sẽ lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ nồi 6 món hàng của thương hiệu Đức các nhá, hàng đến từ thị trường Đức các này. Đấy, hàng đến từ Đức đây. Đấy, design in Germany thôi nhá. Design in Germany, hàng của Đức rất chất lượng cho bác luôn, Germany nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Một bộ này của nó bao gồm là 6 cái nhá. Đây. Đấy các bác xem này. Đó, design in Germany thôi này. Đó, in Germany hàng của Đức. Bộ này bao gồm là 6 món này, 1 2 3 4 5 6 món. Bao gồm có cho các bác là 5 cái nồi và một cái chảo. 5 cái nồi một chảo nhá. Giá thì đặt này hàng về cho bác cái giá sẽ là siêu tốt cho các bác luôn, siêu tốt cho các bác luôn thôi nhá. Đóng cái cửa Phương ơi. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món nhá. Đấy, bộ nồi này. Đó. Bộ nồi Đức này. Đó, bộ nồi Đức 6 món nhá, 6 món. Đấy. Thì bên em có hai hình thức bán hàng nhá. Một là chuyển khoản hết, hai là nhận hàng thanh toán. Thì cái này nó là hàng dễ vỡ cho nên bên em vẫn là yêu cầu là phải cọc nhá. Đấy. Yêu cầu các bác là cọc trước 200 này. Đấy. Cọc trước 200. Đấy, cọc trước 200k thì giá bên em sẽ gửi tới các bác đang bán là 900k. Đợt này xả cho bác giá còn là 750k nhá, 750k. Đó. 750k cho một bộ nồi như này. Đó, bao gồm là 6 món. Đấy, 6 món mà 750.000 bao ship. Tính ra là mất 50.000 để ship rồi còn gọi lại còn là 700. Còn là 700 mà 700 thì các bác chia cho 6 món thì mất có hơn 100.000 một tí một món. Phương nghe gì chưa? Đóng anh cửa tí. Đấy, còn nếu mà các bác chuyển khoản hết nhá. Đấy, các bác cọc trước cho em 200, còn chuyển khoản hết thì giá sẽ là chuyển khoản hết. Đấy, chuyển khoản hết thì giá của nó sẽ là 700k nhá. Tính cho các bác tròn 700k và bao ship luôn. Đấy, tức là các bác chỉ cần là chuyển cho em 700.000 là xong. Còn lại là các bác nhận hàng thôi. Đó, ok. Rồi em sẽ đi vào giới thiệu sản phẩm. Đấy là cái giá nhá. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món này, cọc trước 200k này. Đấy, giá từ 900 còn 750.000 này, chuyển khoản hết thì chuyển cho em 700 là xong. Đó. Nó sẽ có cho các bác là tất cả đều là bằng đấy, vung nắp thì bằng kính cường lực hết nhá. Vung nắp bằng kính cường lực hết, hàng cực kỳ dày dẫn mà chắc chắn cho các bác luôn. Đấy. Nồi nào vung đấy các bác nhá. Nồi nào vung đấy. Như vậy là nó sẽ có cho các bác là 5 cái nồi, 5 cái vung và một cái chảo cũng có vung luôn. Đấy. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái nồi đầu tiên là cái 2 lít này. Đấy, con này sẽ là 2 lít nhá. Con này dung tích của nó là 2 lít này. Hàng đế 5 lớp cực kỳ dày dặn chắc chắn luôn. Đấy. Đế 5 lớp rất dày dặn chắc chắn luôn. Các bác nghe cái tiếng kêu của nó là các bác biết rồi. Đấy. Chữ in chìm trực tiếp con này. Đấy, chữ in chìm trực tiếp trên đế như này con này. Đó. Con này thì nó sẽ có 5 lớp nhá. Các bác đun được bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại, bếp halogen. Hàng sáng bóng luôn các bác nhìn thấy cả em trên nồi luôn các bác này. Đó. Con này thì dung tích của nó là 2 lít nhá. 2 lít thì nó sẽ có hai con, một con là quay vuông và một con là quay lệch nhá. Đấy. Một con quay vuông, một con quay lệch như này các bác này. Đấy. 2 lít sẽ có hai con, một con quay vuông và một con quay lệch như này. Con này thì các bác có thể chế đồ ăn sáng các thứ, ví dụ như là nước dùng, nước giếc rất là ok. Quay vuông viết cực kỳ chắc chắn luôn, đế 5 lớp đẹp sáng bóng nhá, đẹp sáng bóng cho bác luôn. Đó. Tiếp theo thì là sẽ có cho các bác là một cái một cái nồi này của nó sẽ là dung tích của nó sẽ là đi con này dung tích của nó sẽ là 3 lít các bác nhá. Dung tích của nó là 3 lít. Đây, có định mức hết các bác này. Đấy. Có đánh dấu định mức hết cho bác luôn. Con này dung tích của nó sẽ là 3 lít nhá. Đấy, 3 lít. Đây. Dung tích của nó là 3 lít các bác này. Đó. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đế con luôn các bác nhá. 3 lít này. Đó, tiếp theo thì đến cho các bác một con nữa. Con này thì dung tích của nó sẽ là
Con này thì dung tích của nó sẽ là 4 lít các bác nhá. 4 lít. Đấy, con này dung tích của nó sẽ là 4 lít các bác này. Đấy, 4 lít đây. Hàng cực kỳ đẹp luôn các bạn. Hàng này rất đẹp, rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Tiếp theo đến cho các bác là một con chảo này. Đấy, một con chảo đây. Tất cả đều có vung nhá. Nồi nào đi với vung đấy nhá các bác nhá. Đấy, nó gọi là nồi nào vung đấy, nồi nào vung đấy. Kể cả chảo cũng có vung luôn. Đó, chảo cũng có vung cho các bác luôn. Cho nên là các bác yên tâm sử dụng nhá. Đây. Và con cuối cùng là con to nhất thì nó sẽ là con 5 lít nhá. Đấy. Con 5 lít. Đây, hàng của Đức cơ này. Đấy. Tem mác các thứ đàng hoàng nhá. Đấy, kích thước của nó đây. Đấy. Kích thước đầy đủ các bác luôn. Con này thì sẽ là con 5 lít nhá, 5 lít. Con này thì khá là to luôn. Đấy, các bác có thể dùng để xào, nấu rồi luộc gà, luộc vịt con này qua kiếp các thứ cực kỳ là ngon nhá. Đó. Và đến với con chảo này. Đấy. Con chảo này thì chảo này thì nó sẽ là đường kính là 28 cm. Hàng siêu chống dính cho bác luôn. Hàng tráng đá dập vân bi nhá, tráng đá dập vân bi siêu chống dính cho bác luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp nhất trên thị trường hiện nay rồi. Đấy, đế 5 lớp siêu dày luôn, giữ nhiệt tốt nhá. Đế 5 lớp siêu dày giữ nhiệt tốt. Đây, logo của hãng này. Đó, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Giá thì chỉ có 700.000 thôi. Nếu như bác nào chuyển khoản hết thì giá sẽ là 700.000. 700k cho một cái bộ nồi như này. Đấy, cho một cái combo như này. Thì đây nó sẽ có cho bao gồm cho các bác là em sẽ đi lại hết lượt cho các bác luôn. Đấy, combo. Combo thì sẽ có cho các bác đầu tiên là bây giờ thì sẽ đi từ to đến nhỏ các bác nhá. Từ to đến nhỏ thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là hai con song to này. Đấy, một con to này. Đấy, con này thì cũng vung viếc đàng hoàng các bác nhá. Đấy, vung viếc đàng hoàng đây. Vung của nó đây con này. Đấy, con này là 5 lít nhá. Đấy, con này 5 lít này. Đấy. Tiếp theo là đến cái chảo này. Đấy, chảo đây con này. Đấy, chảo đây. Chảo này thì dung tích này của nó sẽ là đường kính là 28 cm nhá. Đấy, một con chảo này. Tiếp theo đến một con này là con này dung tích của nó sẽ là 4 lít. Tất cả đều có vung hết nhá. 4 lít này. Sau đó tiếp theo đến con này là con 3 lít này. Hàng đẹp tuyệt vời, sáng bóng ngon lành đầy đặn cho bác luôn, 3 lít này. Đó. Thi thoảng có những con nó vận chuyển từ nước ngoài về thì nó có những cái dấu hiệu là chảy sức nhẹ thì các bác cũng thông cảm thôi. Tiếp theo là con này 2 lít này. 2 lít thì nó sẽ có là một con quay vuông và một con quay lệch này. Đó, 2 lít này. Đó, đây. Là combo cho các bác là 6 món như này nhá. Đấy, đây combo cho các bác này. 6 món các bác này. Đó, đầy đủ combo cho các bác 6 món như này luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Đó. Đây rồi, em Phạm Huấn lại tiếp tục quay trở lại để giới thiệu các bác một số mã hàng bên em nhá. Mã đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là cái các bác lên cho em là cọ lưng hai mặt nhá. Con này thì giá thanh lý cho bác là 30.000 cho một cái tấm cọ lưng hai mặt như này. Ở đây thì nó sẽ có là một mặt cước và một mặt là sợi, cũng là sợi cước bông như này nhá. Sợi cước bông như này thì nó sẽ là các bác lên cho em là cọ lưng hai mặt. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30.000 thôi. 30.000 cho một cái tấm cọ lưng hai mặt như này. Con này rất là tiện nhá. Lên cho em là cọ lưng hai mặt, giá của nó sẽ là 30k nhá, 30.000. Tiếp theo thì nay bên shop có về cho các bác một cái dòng sản phẩm đó là cái xịt hơi nhá. Các bác lên cho em là vòi xịt hơi. Con này thì các bác lắp vào cái máy xịt hơi nhà mình đấy. Lắp vào cái máy xịt hơi nhà mình để mình dùng mình xịt. Đây, các cái đầu van, đầu kết nối của nó đều bằng đồng hết này. Các bác có thể dùng để mình xịt hơi này rồi lên mã giúp cho em là xịt hơi nhá. Xịt hơi giá của nó sẽ là 80.000. 80k cho một cái vòi xịt hơi như này các bác nhá. 80.000 cho một cái vòi xịt hơi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái lô Atomat nhá. Atomat thì bên shop có hai mẫu. Đó là mẫu át cóc nhỏ này. Át cóc nhỏ thì sẽ là 80.000. 80.000 cho một con át cóc nhỏ như này. Đấy, con át cóc nhỏ thì giá của nó sẽ là 80.000 các bác này. Đấy. Át cóc nhỏ thì sẽ là 80.000. Dán kia ấy lên, dán kia ấy lên kia băng dính. Kia điều khiển ấy, dán lên kia băng dính. Ừ, dán cái băng dính hai mặt ấy. Lên máy giúp cho em là át cóc nhỏ nhá. Con này thì sẽ là 80.000. Át nhỏ này thì các bác có thể dùng để mình sử dụng như là trong nhà tắm, nhà vệ sinh rồi bình nóng lạnh rồi các cái loại quạt rồi nói chung là phòng nhỏ thì đều dùng ok hết nhá. Lên cho em là át cóc nhỏ. Con này của nó thì công suất là 30A và dòng dò là 15mA. Các bác có thể dùng sử dụng rất là đa di năng luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000. Lên cho em là cóc nhỏ nhá. Cóc nhỏ giá của nó sẽ là 80k. Đấy, 80.000 cho một con cóc nhỏ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái át đại này. Át đại này thì nó sẽ là 40A, dòng dò là 30mA. Đấy, và con này thì các bác có thể dùng tổng gia đình luôn. Nhà 2, 3 tầng, 4 tầng đều dùng được hết nhá. Đấy, át 40A. Và con này thì khi các bác đấu vào thì sẽ là vào là bên trên và ra bên dưới nhá. Hàng made in Japan, hàng nội địa của Nhật và hàng bãi đã qua sử dụng.
giá sẽ là 180.000 nhá, 180.000 cho một con Adcock 40A như này. Ngoài ra thì bên shop có về cho bác cái con Ad đảo chiều nhá, các bác lên cho em là Ad đảo chiều, giá sẽ là 110k nhá, lên cho em là Ad đảo chiều này, Ad đảo chiều giá của nó sẽ là 110.000 nhá, 110.000 cho một con Ad đảo chiều như này. Đấy thì cái này về nhà các bác sử dụng thì rất đơn giản thôi, về nhà các bác đấu nối, nếu mà mình không biết cách đấu nối thì mình gọi thợ điện đến họ đấu nối cho nó tiện không nhá. Đấy con này thì nó cũng hơi lằng ngoằng một tí, thì các bác có thể dùng là dùng cho máy phát này hoặc là hai công tơ này đều được nhá. Đấy dùng máy phát hoặc hai công tơ đều được. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là Ad đảo chiều, giá sẽ là 110.000 nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái tỉa lông mũi nhá. Bác lên cho em là tỉa lông mũi. Con này thì giá sẽ là 50.000 cho một con tỉa lông mũi như này. Đấy con này thì dùng rất là ngon luôn. Đây em sẽ thử cho bác xem này. Đấy đây các bác nhá. Đây các bác chỉ ví dụ như đây các bác này. Đấy mang sông cho lên. Đây các bác chỉ cần là ấn như này thôi các bác này. Đấy bóp này nó sẽ ra này. Đây. Đấy phần lông nó đứt ra này các bác này. Đấy thì các bác cứ đưa vào mũi như này là xong. Con này thì nó sử dụng bằng cơ học nhá, cho nên là các bác cứ bóp như này là nó sẽ xoay này. Rất là an toàn luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50.000 nhá. 50.000 cho một cái bộ tỉa lông mũi như này. Lên mã giúp cho em là tỉa lông mũi, giá của nó sẽ là 50k nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái giá xoay điện thoại nhá. Con này thì rất là tiện luôn. Đấy, rất là ngon lành con này. Thì nó sẽ là một cái giá xoay như này, các bác chỉ cần nâng lên như này cho em. Sau đó thì mình có thể nâng cao lên như này, nâng cao lên như này rất là tiện con này. Đấy. Và các bác chỉ cần để cái điện thoại lên cho em. Đây, để cái điện thoại này lên này, rất là tiện luôn nhá. Các bác có thể để dọc này, để ngang này. Đấy và điều chỉnh này. Đấy, điều chỉnh theo cái hướng mình mong muốn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 40.000. Lên mã giúp cho em là giá xoay điện thoại nhá. Đấy, giá xoay. Giá xoay điện thoại sẽ là 40k nhá. Hả? Giá xoay à? Cái này là giá xoay đúng không? Lên cho em là giá xoay nhá. Giá của nó sẽ là giá xoay này, 40k thôi. 40k cho một con giá xoay như này nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con dao SA78 nhá. SA78 hàng của thương hiệu Colombia của Mỹ. Cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Dòng này thì nó sẽ là dòng siêu bén rồi. Dòng này thì sẽ là dòng siêu bén cho các bác nhá. Đấy, SA78 Colombia của Mỹ này. USA quá này. Đấy, SA78. Đây, siêu bén luôn các bác này. Đây, em sẽ dọc giấy bóng cho bác xem. Các bác thấy khủng khiếp chưa? Đấy. Cái tờ giấy bóng như này. Giấy bóng như này còn đứt là các bác biết rồi này. Đấy, giấy bóng như này mà còn đứt là các bác biết rồi nhá. Lên mã giúp cho em đó là SA78 nhá. SA78. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 270.000, 270.000. Còn nó sẽ có bao vải nhá các bác nhá. Bao vải bố như này. Hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Hàng của Mỹ nhá. Đấy, cán thì bằng gỗ và bo liền thân như này các bác này. Lên cho em đó là SA78, giá của nó sẽ là 270.000. SA78 này, giá sẽ là 270k nhá. 270.000 cho con SA78 như này. Tiếp theo bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kéo tròn nhá. Qua lên mã giúp cho em là kéo tròn. Con này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật đây, hàng nội địa của Nhật. Made in Japan qua này. Con này thì các bác có thể dùng để mình gọi là cắt gà, cắt cá, cắt thực phẩm, cắt thức ăn này, mở nắp chai, kẹp cua ghẹ. Đấy đều ok hết nhá. Và có cả cái phần thì các bác tazo qua này. Đấy rồi kẹp cua ghẹ này. Đấy, kéo cực kỳ là ngon luôn, chiều dài khoảng 20 cm. Hàng thép đúc liền như này, thép trắng đúc liền, cực kỳ đẹp luôn. Made in Japan. Con này thì cắt cực kỳ là ngon nhá, cắt rất là ngon luôn. Và con này thì các bác dùng thì bền vĩnh cửu luôn, từ đời nọ qua đời kia được. Và các bác có thể tháo ra rời như này thì mình rửa giấy rất là dễ này. Tháo rời vệ sinh rất là dễ dàng luôn. Đấy, sập như này rất là ngon này. Đấy các bác thấy không? Đây, rất là ngon lành luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con kéo như này. Các bác lên cho em là kéo tròn, giá sẽ là 120.000. Đợt này về cho bác giá rất là tốt luôn. Đợt này về cho bác giá chỉ còn là 110.000 thôi. Lên mã tiếp theo là kéo tròn nhá. Giá sẽ là 110k. Đó. Kéo tròn này, giá của nó sẽ là 110k nhá. 110k cho một em kéo tròn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái bộ bài nhá. Thì nó sẽ có màu vàng và màu bạc. Đó thì các bác lên cho em là bộ bài. Đấy, bộ bài nhựa, nó sẽ bằng nhựa các bác nhá. Bằng nhựa. Uốn cong thoải mái luôn các bác nhá. Bằng nhựa như này, uốn cong thoải mái luôn các bác này. Đấy, bằng nhựa như này, uốn cong thoải mái cho các bác luôn. Đấy. Con này dùng cực kỳ là ngon luôn nhá. Uốn cong thoải mái không vấn đề gì. Bộ này sẽ là 50.000 cho một bộ bài như này. Màu vàng rất là đẹp. Đấy, có cả màu vàng và màu bạc như này nhá. Màu vàng, màu bạc như này. Các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Các bác lên cho em là bộ bài vàng hoặc là bộ bài bạc. Các bác muốn lấy bộ nào thì lấy, rất là đẹp như này các bác. Đấy, màu sắc đẹp. Và bằng nhựa, các bác dùng cực kỳ bền luôn, siêu bền luôn các bác nhá.
Đấy, uốn cong nhiếc thoải mái, xuống nước ok, ẩm nhiếc ok luôn. Lên cho em là bộ bài vàng. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 nhá, bộ bài vàng giá sẽ là 50.000. Bài vàng này. Bài vàng giá sẽ là 50k nhá. Đấy, có màu vàng hoặc màu bạc, các bác muốn lấy màu nào thì lấy, bài vàng bài bạc. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn cúc áo nhá, giá sẽ là 40.000, có kèm cho các bác một cáp sạc thôi. Con này các bác cứ bật là nó sẽ lên thôi các bác này. Đấy, nó sẽ có chế độ sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy này. Đấy, sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy này. Đấy, rất là ngon luôn. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40k cho một con đèn cúc áo như này. Có cái lẫy này để các bác để bàn này. Đấy, và có cái này để các bác cài vào cụ, vào móc khóa này. Và có cái này để các bác bật bia này. Lên cho em là bộ bài vàng nhá. Đấy. Lên cho em, xin lỗi các bác, lên cho em là đèn cúc áo nhá. Đèn cúc áo, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 thôi. Đèn cúc áo 40k. Đó. Đèn cúc áo này. Đấy, đèn cúc áo nhá. Cúc áo. Cúc áo giá sẽ là 40k một em nhá. 40.000 cho em đèn cúc áo như này. Các bác có thể dùng để mình sử dụng trong gia đình. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái ổ khóa nhá. Ổ khóa thì cũng có rất là nhiều mã luôn. Thì đầu tiên em lên cho bác cái ổ khóa của Đức nhá. Ổ khóa của Đức đây. Các bác lên cho em là khóa Đức. Một bộ này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 4 chìa luôn. Và dòng này của nó sẽ là dòng chìa tròn chống trộm nhá. Đấy. Chìa tròn chống trộm như này. Đây các bác này. Đấy, có cả tính năng chống trộm cho các bác luôn. Chìa tròn chống trộm, chống cắt, chống bẻ các kiểu con là điểu luôn. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn nhá. Giá rất là tốt cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là các bác lên cho em là khóa Đức nhá, khóa Đức này. Khóa đồng Đức này. Đấy, chất liệu của nó thì bằng hợp kim mạ đồng rất là đẹp này. Hàng made in Germany. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000 à? 150.000 nhá, 150.000. Sản phẩm sẽ bao gồm là 4 chìa chống trộm, chống cắt, chống phá khóa. Tại vì chìa này là chìa tròn thì cái phôi Việt Nam mình chưa có cái chìa tròn như này đâu. Và khóa rất là to luôn nhá, khóa rất là to trong lòng bàn tay này các bác này. Đấy, khóa to bự luôn. Và giá thì bên shop đang gửi các bác cái giá rất hợp lý. Bật cái đèn này mình tươi. Giá của nó sẽ là bật cái bóng này. Giá của nó sẽ là 150.000 nhá. Lên cho em là khóa Đức. Đấy, lên cho em là khóa Đức. Giá sẽ là 150k cho một con khóa Đức như này. Đấy. Các bác lên cho em là khóa Đức này. Đó, lên cho em là khóa Đức nhá. Khóa Đức giá của nó sẽ là 150k nhá. 150.000 cho một em khóa Đức như này. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho bác một cái mẫu khóa chống trộm nhá. Qua lên cho em là khóa chống trộm này. Con này thì nó sẽ kèm cho các bác là 3 chìa như này nhá. 3 chìa như này. Và giá thì chỉ có 80.000 thôi. Con này cũng rất là rẻ nhá. Giá chỉ có 80.000 thôi. Thì khi các bác sử dụng này thì các bác lắp bình thường thì nó sẽ là một cái khóa bình thường như này. Và khi tính năng chống trộm một kích hoạt thì các bác chỉ cần đảo chiều này cho em này. Chiều này cho em. Đấy, bình thường có người chạm nhẹ nó sẽ kêu 3 tiếng và khi mà chạm mạnh thì nó sẽ hú lên như này các bác này. Đấy. Rất khủng khiếp luôn nhá, rất khủng khiếp luôn. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80.000 nhá. Đây. Chạm nhẹ kêu 3 tiếng này, chạm mạnh nó sẽ hú này. Đấy, nó hú ù tai luôn luôn các bác nhá. Đấy thì nhà các bác chỉ cần là có trộm nó vào mà nó động vào cái ổ khóa nhà mình là nó kêu lên luôn. Đấy, lên cho em là khóa chống trộm nhá. Giá của nó sẽ là 80.000 thôi. Con này các bác nên mua để khóa cổng, khóa cửa hoặc là các bác sử dụng trong gia đình nhà mình rất là an toàn. Đấy, hoặc là các bác khóa xe cũng được. Xe đạp, xe máy các bác cứ khóa vào cho em. Chỉ cần là khóa vào xe nhà mình thôi, khóa vào bánh ấy. Thế là bọn trộm nó động vào cái là nó hú lên là nó kinh ngay. Đấy, lên cho em là khóa chống trộm nhá. Khóa chống trộm này. Con này thì giá của nó sẽ là 80k nhá. 80.000 cho một khóa chống trộm như này. Giá sẽ là 80.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái bộ sản phẩm đó là cái cà lê đa năng nhé. Cà lê đa năng thì nó sẽ là một cái dòng cà lê 8 đầu như này. Và bên shop về nó sẽ có 2 mã. Một mã là màu đỏ và một mã là màu bạc như này nhé. Đấy, đều là dòng cà lê 8 đầu hàng nội địa của Nhật. Thì con màu bạc này sẽ là hàng cao cấp hơn là 130.000. Còn con màu đỏ này thì giá của nó sẽ là 80k nhé. 80.000. Đó, thì nó sẽ có 2 mẫu như vậy. Đều là dòng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là cà lê bạc này. Cà lê bạc giá của nó sẽ là 130.000. Nó sẽ có cho các bác là 8 đầu nhá. 8 đầu thì các số của nó sẽ rất là đa dạng và phổ thông để cho các bác sử dụng này. Đấy, đầu tiên của nó sẽ là 8, 10, 11 và 13 này. Và bên này của nó thì nó sẽ là 14, 16, 17, 19. 14, 16, 17, 19. Đó thì rất là phổ thông. Và nó sẽ có 8 đầu, các bác dùng một con cà lê này, một con là thành 8 con luôn. Thì nó rất là tiện.
Đấy, 8 đồng. Lên cho em là cà lê đỏ nhá, cà lê đỏ là 100, còn cà lê bạc này sẽ là 130. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con kìm chết của Mỹ nhá, hàng của thương hiệu Crossman của Mỹ. Đấy, Crossman của Mỹ này. Đấy. Lên cho em là kìm chết Mỹ nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k thôi, 100.000 cho con kìm chết Mỹ như này. Hàng của thương hiệu Crossman của Mỹ nhá. Đấy, Crossman USA này. Lên cho em là kìm chết nhá, giá sẽ là 100k. Đó, 100k cho một em kìm chết như này con này. Con này thì rất là đỉnh cao luôn, bên shop cũng bán rất là nhiều rồi. Hàng thì cực kỳ chất lượng và giá thì siêu tốt cho các bác luôn. Giá siêu tốt cho các bác luôn nhá. Lên cho em là kìm chết Mỹ nhá, kìm chết Mỹ. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con kìm chết Mỹ như này. Giá của nó sẽ là 100.000 nhá, 100.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đũa 7 màu nhá. Các bác lên cho em là đũa 7 màu. Đũa được làm từ sợi thủy tinh. Đấy, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Một vỉ như này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 5 đôi với 5 màu sắc khác nhau các này. Đấy, 5 đôi. 5 đôi đũa với 5 màu sắc khác nhau rất là đẹp luôn. Đấy. Được làm từ sợi thủy tinh kháng khuẩn chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc. Đấy các bác nhá. Sợi thủy tinh kháng khuẩn chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc, bảo vệ sức khỏe cho gia đình bạn nhá. Đầu có đánh nhám chống trơn trượt này. Màu sắc cực kỳ là đẹp luôn, nhanh khô, không bị nấm mốc, không bị vi khuẩn các bác nhá. Và giá thì rất hợp lý. Lên mã cho em là đũa 7 màu. Con này thì trước em đang bán là 90.000 nhá. Đấy, 90.000 đợt này về cho bác giá chỉ còn cho các bác là 50.000 thôi. Đấy. Đặt này hàng về giá rất tốt cho bác luôn. Đấy, xả kho, thanh lý cho bác, giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là đũa 7 màu nhá. Giá của nó sẽ là 50.000 cho một vỉ 5 đôi. Tính ra là có vào có 10.000 một đôi thôi, 10.000 một đôi như này thôi. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đũa 7 màu đi, đũa 7 màu. Giá của nó sẽ là 50.000 cho một vỉ bao gồm là 5 đôi. Các bác nhá. Giá này là giá quá là tốt cho các bác rồi. Giá này là giá ưu ái, giá tốt rồi các bác nhá.